của oh, vô no. gì vậy? ai vậy à, trường giang làm rồi nè ok trường giang làm oh, rồi oh, no. cái gì vậy ai đang nói đấy oh, no. tiếng của ai nhỉ rồi, à, rồi. các bạn uh, triệu tạ chưa làm Ờ uh, để à, làm rồi rồi. Vậy thì anh sẽ nói chuyện với bằng triệu đi. triệu ơi dạ. rồi. À, bây giờ là em em nhìn màn hình này, anh share màn hình nha. À, vâng. Ạ. em có thấy anh share cái cái phần mà cái file mà PowerPoint chưa? vâng em nhìn thấy rồi ạ. anh sẽ làm ngắn cái này một nửa và không thể cho in những một nửa ha. À, vâng theo em hiểu á? là anh đang thế này này mà khách du lịch nước ngoài đến đến sân bay của mình đây thì họ có đủ khả năng để tự thuê taxi đi về khách sạn của mình hay không? Em nghĩ là nếu mà trong trường hợp mà khách đi du lịch nhiều ấy thì khách sẽ tự uh, book được còn đơn là khách mà uh, mới đến lần đầu hoặc là không quen đi du lịch ấy thì khách phải uh, nhờ hướng dẫn đón tiễn sân bay. Ấy. Theo em thì trong những trường hợp nào mà khách lại cần mình dịch vụ mình là pick up trong những trường hợp là tức là lý do tại sao khách cần à, lý do là khách tại sao khách cần à, à khách muốn được thích uh, care và muốn 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 được an toàn em nghĩ như được thế an toàn ừ. thích care đúng không là và... và khách lớn tuổi khách lớn tuổi nữa lớn tuổi nữa đúng không và, và... đặc biệt em là thế này này à, ví dụ như có trường hợp nào mà khách bay đến vào đây xong rồi khách mình chỉ cần đón bay xong rồi về khách sạn xong rồi kết thúc mình không có làm gì nữa không có có trường hợp như thế có, có trường hợp họ sẽ ra họ đi uh, business họ cũng được là... tỏ, tỏ và... ra được muốn được chăm sóc đặc biệt một cái điều nữa là đoàn đông yeah. đông em là phải bắt buộc phải có một người để mà kết nối với tài xế kết nối với lại mà khách sạn tại vì đơn giản thế này đoàn đông á nếu như mà hai chục khách mà khách nào cũng tự làm hết nó sẽ vô cùng vô cùng rối loạn nên cần phải có một người vậy ha yeah. đón ra tàu hỏa cũng yeah. thế rồi Thế này bây giờ anh sẽ chỉ cho em, em chia sẻ với em ha Một số cái kỹ năng mà cái sự chuẩn bị mà mình sẽ làm trong cái việc mà mình đón bay thế nào ha Rồi mời mời toàn ừ. mời chịu Tạ theo dõi ha, em ha vâng. Rồi, theo em á Anh nói ví dụ như này ha. em Anh nói anh sẽ gửi tin nhắn cho Tạ Anh nói là Tạ ơi, mai hai 20 khách đón bay chuyến bay VN105 Đáp lúc là 10 giờ 50 buổi sáng Khách sạn là Em ở đâu á Tạ? chịu Em ở Hà Nội ạ đúng không? Nhưng... khách sạn là khách sạn apricot ở ngay hồ Hoàng kiếm thì với những thông tin đó rồi em sẽ cần chuẩn bị những cái 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 gì trước đó một ngày em sẽ làm như thế nào em kể anh nghe coi em cần chuẩn bị là thực ra là em chưa đón tiễn sân bay bao giờ nhưng mà theo em theo trí tưởng tượng của em ra thì là cần chuẩn bị là ừ chuyến tên chuyến bay hoặc giờ giờ chuyến bay đến này. Ờ à, chuyến bay đến và giờ bay đến phải không? Ý nghĩa cái biển tên tên Làm. khách và khách sạn ở. Tên khách nè, đúng không? Tên khách nè. Vâng. Khách sạn khách sạn ở, khách sạn à. Rồi. Rồi, khách sạn này. lưu trú đấy. Rồi. 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 gì nào? hiện tại chỉ, chỉ 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 nghĩ ta được tuần đấy thôi anh à, Giang đã đón ừ. rồi nè mời Giang tiếp tục ờ, thì đầu tiên trước đấy là đấy thì sau và tiên khách khách sạn khách, khách ở thì mình cũng phải biết là chuyến bay phải có thông tin của lái xe để chuẩn bị về các cái giấy tờ cần thiết như là giấy cái giấy chào mừng nó gọi là bảng đón bảng à, bảng đón vâng thì sẽ phải có phải chuẩn bị cái bảng đón để in ra Ừ. xong rồi phải có thì thường thì sẽ phải giữ cả lịch trình của khách. Thì thường để brief cho khách cái lịch trình đấy trong Ủa. cái lúc mà đi từ sân bay về. Ừm. Hiểu thấy không? Ừ. em nghĩ là... rồi. còn ừ. một chỗ nữa các bạn. Đưa 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 đưa. Đưa. Các bạn lưu giùm anh, khách sạn này các bạn phải hiểu thấy rõ là là số phòng bao nhiêu, loại phòng gì. Em hiểu không? À, cho các bạn biết một số cái cái nguy hiểm của cái việc đóng vai các bạn anh à, nói ví dụ đôi, lúc ha là mình biết chắc chắn rằng mình đón hai vợ chồng hai đứa con hiểu chưa các bạn hai chồng hai đứa con rồi là khách là yêu, yêu cầu là hai đứa con này nó còn ở trong về thành niên thì họ yêu cầu là hai phòng này nó phải sát nhau hoặc là cùng tầng gần nhau nhất có thể thì cái nhiệm vụ hướng dẫn viên á là em đọc kỹ cho bạn giao em hiểu không? em đọc kỹ giữa bàn giao. Nếu như cái việc mà khách sạn, công ty không yêu cầu khách sạn làm như thế, đó là lỗi của sale chứ không phải lỗi của em. thì em sẽ gọi cho khách sạn. À, em sẽ em bảo là à, gọi thế nào thì một lát anh chỉ các bạn hiểu sao ha? các bạn hãy kỹ nha. các bạn phải nhớ kỹ là khách sạn số phòng bao nhiêu phòng và loại phòng gì. anh nói ví dụ là phòng nào này. bây giờ nè, gia giang có thể nhìn thấy trên màn hình của anh, anh website cái này không? ví dụ như đó là anh đi khách sạn là khách sạn acoustic đi anh hay là khách ở đây nè acoustic acoustic uh, hotel nè em có thấy được website acoustic hotel không uh, Giang ừ, em thấy rồi anh ạ rồi ví dụ này ha để, để tìm. em tìm để, để, để trong rồi. cái bàn giao của, của, điều hành gửi cho em á trong đó nó phải ghi rõ số loại phòng loại gì anh à, ví dụ này ha cái phòng mà executive city view nó khác với cái phòng phòng chủ nhà suit balcony ha nó khác với cái phòng ấy vậy thì á, mình phải có nhiệm vụ là mình phải xem cái booking này nè là công ty xác nhận với khách là loại phòng gì nha phải có nha nếu Được. không em đưa cái phòng toàn lao nó sẽ cự rồi em đọc nhận thấy là là hai trăm hai đứa con ở ừ, em gọi này khách sạn rồi, khách sạn ơi tôi gì đó tôi là hướng dẫn của công ty nào đó hôm nay tôi sẽ đón ngày mai tôi sẽ đón khách đi sân bay đi về và tôi muốn gọi đến để xác nhận là khách mấy người bao nhiêu phòng phòng loại gì vui lòng xác nhận dùm tôi đúng hay sai thì khi mà lúc đó khách sạn bảo là sai thì mình mới có cái để mà mình mình gọi cho đi điều hành. Đấy, ví dụ như cái phòng sức này nó khác nè, ví dụ như phòng này là phòng nó phải là phòng chu sinh king size để hạn đâu, có balcony nè. Đấy, nó phải như vậy. Cái, cái kiểu như thế. Thì mình phải nắm vững cái đó nha. Một lát nữa các bạn sẽ biết được um, học cách là trong khách sạn có những là phòng gì, là anh lên thì các bạn luôn. À, Hãy yeah, giang hiểu không yeah? Rồi quay lại cái này nè. Đây là một cái mà em sẽ phải chuẩn bị rồi, à, anh sẽ hỏi tiếp tục bạn Nhi đi, Nhi Nhi. Dạ. Anh sẽ qua, qua cái chỗ, cái file này. Theo em á, là em nhận xong hết trơn rồi thì những đối tượng nào, những dịch vụ nào mà em cần phải gọi điện thoại để xác nhận? Anh à, nói ví dụ như, mình phải gọi cho khách sạn để xác nhận. Hiểu không? Dạ. Ví dụ như, hồi nãy trong chương nãy đó ghi là khách sạn ở đúng không? Bây giờ này, em hãy thử thực hành một cuộc gọi cho khách sạn đó. Em hãy nói những thông tin gì cho anh nghe thử? À bây giờ là em giả tưởng là đang gọi điện thoại luôn ha. Ví dụ em ngày mai em sẽ đón hai khách một phòng ở ba đêm. Ngày mai là ngày 25 tháng 9. 25, 26, 27, 28 ao. Một phòng, phòng này có tên là Suit Balcony. Khách sạn Victoria. Em gọi đến đó đó, em nói làm sao? À, dạ chào anh chị, em là bên hướng dẫn viên của công ty du lịch thì uh, hiện tại thì em đang nhận được thông tin là có hai khách uh, Một phòng ba đêm uh, Và ở hạng phòng là suýt Thì uh, các anh chị kiểm tra lại với em là có thông tin khách như tên này tên này uh, Quốc tịch này đến từ có cái chuyến bay này đó Thì các anh chị là bên là xác nhận là dùm em có đặt phòng ngày hôm đó Và cái ngày check out là sẽ là ngày um, 28 nha. Đúng rồi 28 thì cái check cao lại nếu mà có thông tin nếu mà nó không khớp với thông tin em sẽ gửi cho chị hiện tại ngay bây giờ và em sẽ gửi cho chị một cái bản về thông tin của khách nhanh qua bên zalo của chị hoặc là để chị có thể kiểm tra nhanh giùm em thì nếu mà có một cái thông tin gì nó không khớp thì chị hãy gọi điện báo là cho em liền và đó Đài là cái quá. dài quá một <laughs> ngày tiếp tiếp cả trăm cuộc gọi đó nè bây giờ như cho anh biết mục đích em gọi khách sạn làm gì Dạ để kiểm tra thông tin Kiểm tra gì? giữa kiểm tra thông tin mình nhận với lại thông tin ở bên khách sạn nó đã khớp nhau chưa? Mục đích chính của việc gọi khách sạn là bảo đảm rằng có khách của mình ở trong đó và mình sẽ đi đón khách. Khách sạn nó sẽ không quan tâm khách đến, khách đến chuyến bay nào đâu. Nó quan tâm là ở đúng tên này ở khách sạn mình mấy ngày này không có gì hết. Gọi đơn giản nói nó ngắn gọn dùm anh. Alo có phải khách sạn Acoustic không? Dừng lại hết. Dạ em là hướng dẫn của công ty ABC Dừng lại hết em đừng nói em, em đừng nói là hướng dẫn viên nha em nói hướng dẫn thôi là ta hiểu rồi đừng nói chữ viên vô nó sẽ biết chắc chắn là mình mới vô nghề luôn á à. và mục đích thứ ba là gì em gọi đến để xác nhận thông tin về khách của em sắp đón ở sân bay về khách sạn của mình như sau anh chị vui lòng kiểm tra giùm em khách tên là công ty em tên là ở mấy phòng ví dụ như hai chục khách ở 10 phòng Chị giúp em 3 phòng single, 4 phòng twin, 3 phòng double, loại phòng suite balcony, gần nhau nhất có thể. Rồi, đợi nó khoảng chừng mấy mươi giây. Ừ em ơi, không có thông tin đâu nha, kiểm tra lại với điều hành nha. Okay. Dạ, cảm ơn chị, em gọi lại. Lớn ơi, em gọi khách sạn rồi đó, rồi. hiểu không, em hiểu không gì Như vậy á. Dạ. À, rồi, ngắn gọn dùm anh. Rồi, vậy thì bây giờ anh sẽ tiếp tục với Nhi nha. Đi Trước cái ngày ở Nhật Minh muốn hỏi gì đó? em giơ tay đó. Anh ơi, cho em hỏi là cái việc xác nhận và gọi điện cho khách sạn như thế thì thường là diễn ra trước bao lâu cái cuộc gọi đón ở sân bay ạ? Đó, ít nhất là một anh ngày. Nhất. Ít nhất ví là giống. một ngày. Ví dụ như, à, vậy. vậy ví dụ như bữa nay anh gọi cho em, đúng không? Bữa nay anh gọi cho em anh anh anh, anh, anh báo, nó quan trọng là cái lúc mà công ty bàn giao cho em là cái ngày nào? bàn giao giờ nào thì em sẽ gọi về đó ngồi trước ba ngày càng tốt ba ngày vâng. luôn cũng được đó. ngay vâng, vâng. nhận được thông tin là gọi liền vâng ạ. Vâng. Rồi. À, trong trường hợp này nhi anh ví dụ như nhi ơi trong trường hợp đó công ty bàn giao cho em như đó là ừ khách sạn này tên này nhưng khách tự đặt em hiểu chỗ này không nhi Dạ hiểu nếu khách tự đặt thì mình có cần phải có nhiệm vụ bảo đảm khách sạn bao nhiêu phòng loại gì không mình có cần phải chấp trách nhiệm đó hay không Dạ anh nghĩ là không, không. là mình biết là có khách Có khách mình... tại ở tại đúng khách sạn thôi là được mình sẽ làm như sau anh chị ơi em là hướng nhân viên của công ty gì đó em gọi đến để xác nhận rằng là một ngày mai một ngày ba ngày nữa em sẽ đón khách ở sân bay dẫn về khách sạn của chị cứ chậm chậm như vậy đi khách tên là này này nè rồi rồi ok rồi. lúc đó đó là em phải đọc tên khách chứ em không đọc tên công ty tại vì sao khách sạn này là do khách đặt chứ phải công ty mình đặt các anh nghĩ nha khi công ty mình đặt thì công ty sẽ lấy tên của công ty hiểu không các rồi thứ hai nữa đó nếu, nếu khách tự đặt đúng không mình sẽ nhận đúng tên dạ chị ơi khách này là khách khách sạn này mình là khách khách tự đặt cho nên là em sẽ nhận đúng thôi em sẽ mang khách đến và khách sẽ tự làm việc với chị hết được không em? Rồi. Cái cách mà chúng ta sẽ hẹn tài xế ra sân bay như sau. À, như vậy, anh hỏi nha. À, mình sẽ gọi cho khách sạn trước hay là mình gọi tài xế trước? Dạ yeah, em nghĩ là mình sẽ gọi bên khách sạn trước. Ừ. Để lỡ mà có xa khách sạn thì cũng có thể là 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 gọi lại cho tài xế. Nếu mình gọi tài xế xong rồi mình báo khách sạn đó. Còn mình gọi khách sạn không báo không phải. Lại gọi thêm tài xế lần nữa. Ha, mình gọi trước xong có xong tài xế mình sang sau rồi anh chỉ cách làm việc với tài xế này ha các bạn để cho mình cái tài xế mà đi tour bao là người ta rất là rành một điều tối kỵ mà các em hãy ghi chú lại cho mình là các em đừng bao giờ dạy tài xế phải làm phải đúng giờ nha đừng có dạy tài xế phải đúng giờ và anh chỉ luôn các bạn anh chỉ gọi tài xế này ừ, anh lắm ơi em là nhi hướng dẫn của abc em gọi đến để xác nhận ngày mai anh với em cùng đón khách sân bay khách ở khách sạn này nè chuyến bay đáp lúc 10 giờ 50 sáng sân bay quốc tế rồi anh hỏi như nha anh hỏi như nha yeah. em sắp xếp như thế nào để gặp tài xế em gặp tài xế ở đâu ừ. các bạn có nhắn tin cho đi gặp tài xế ở đâu Ờ, em nghĩ là hồi nãy cái câu hỏi mà anh hỏi em là gọi khách sạn trước nó cũng có cái lý do là sẽ gặp tại khách sạn sau đó lại sẽ uh, cùng tài xế đi ra sân bay đón khách rồi anh chỉ nha 10 giờ 50 đó thì em hẹn tài xế ở khách sạn lúc mấy giờ Đơn giản lắm. Nó sẽ tùy vào cái khoảng cách từ khách sạn ra sân bay. Tùy em ở Đà Nẵng hay Hà Nội, Hà Nội thì em canh một, một tiếng. Còn Đà Nẵng thì em canh 15 phút. Còn Sài Gòn thì em canh 30 phút, hiểu không? Nhưng anh chỉ yeah. luôn. Anh chỉ nè, các bạn hãy làm cái chỉ có mỗi đón bay tiễn bay thôi á, các bạn phải làm cho nó chuyên nghiệp từ cái nhỏ nhất này nè. Và anh hứa những bạn nào ở Sài Gòn á, những bạn nào ở Đà Nẵng luôn. Anh sắp đến có tour này thì anh sẽ cho những bạn đó đi chung luôn. Đi học từ cái đó trước đi. chắc tối anh có hai ba tour Đà Nẵng nguyên một tour Điều siêu. Đồng. mỗi một chỗ anh sẽ cho có một. thì chị nè em hẹn là sẽ gặp khách sạn đúng không em mấy giờ thì tùy em và anh chỉ luôn em hãy đến đó trước, trước nửa tiếng hoặc là tiếng gì đó em dành khoảng chừng 15 lăm phút em nghiên cứu bên trái cách xa trăm mét là có biển. Qua đấy. Ai đi Nguyễn ai vậy? Ờ à, Nhi này, tiếp tục Nhi nè. À, em sẽ đến đó trước 15 15 phút trước khi, trước khi gặp vô hẹn thế là anh ơi 10 giờ rưỡi mình gặp ở khách sạn nha. Thì 10 giờ 15 em tới đi. Rồi, em coi ở bên trái khách sạn là một 100 m là nó có cái gì nó có một quán bar tên là gì đó bên phải khách sạn 200 m là có một cái nhà hàng tên là gì đó em nghiên cứu trước để khi khách đến đúng không em biết cách đem chỉ cho khách thậm chí em đến đó để em xem wifi là cái gì hồ bơi ở tầng mấy ăn sáng lúc mấy giờ rồi đó là chim ở tầng mấy spa mấy giờ last order là bao nhiêu nhiều cái thủ thuật lắm em cái điều những cái điều nhỏ nhặt đó nó sẽ cho khách một cái cảm giác rằng là em quan tâm đến từng cái giấc ngủ miếng ăn của họ luôn em có tin rằng học trò của anh chỉ đón bay và dẫn ăn tối thôi đoàn hai chục khách chỉ đón bay và dẫn ăn tối mà thôi được tiếp 3 triệu rưỡi có tin nói hay không đoàn hai chục khách tại vì sao chuẩn bị giống anh chạy đó nó thể hiện cái tâm của người khách, của mình trong đó chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ luôn nó kỹ như vậy đó các bạn rồi ba triệu rưỡi đi mấy ngày mới biết tuần lễ được tiếp ba triệu rưỡi vậy đấy vậy thì các bạn hiểu cái này không nên là anh nói như vậy như mở biết lên anh dạ đợi. hiểu rồi Đó. À, thì à, em đừng bao giờ dạy tài xế nha rồi, Anh ơi, nhớ đúng giờ nha anh No, no Ví dụ như, nói, anh ơi, ngày mai mình đi uh, 8 giờ mình xuất phát Được rồi Em đừng nói, anh ơi, ngày mai 8 giờ xuất phát Anh, anh nhớ có mặt 7 rưỡi nha Đừng, đừng nha, đừng chửi em liền á dạ. à, Anh chỉ luôn nha Nếu như mình đón bay mà đợi, em gọi tài xế mà tài xế không chịu đón sân bay Đón ở khách sạn ha Thì lúc đó, ở à, giờ để em gọi công ty lại Anh Lượng ơi, tài xế không đón em ở khách sạn Thì em tự ra sân bay thì cái tiền này ai trả cho em vậy anh? Được nha em. Quy định luôn á. Đó. À, dạ. đón bay tiếng bay là tài xế phải đón hướng dẫn. Nhưng mà anh chỉ nè, cái cách, cái cách mà chúng ta dùng để mà uh, kết nối mối quan hệ với, với, với với mọi người trong đồng nghiệp với nhau nè. Ví dụ như, cái tôi đó làm đi 5-6 ngày rồi, thì tiền em nhiều rồi. Thì em đừng tính toán 50 chục ngày với khách với tài xế trong một ngày đó. Không cần. Em chạy xe đến sân bay, đến khách sạn. Từ khách sạn đó em đi Grab ra sân bay. Gặp tài xế ở đó ví dụ người ta xe xe bốn chỗ mà để chạy đến đó đi đón mình em sao được đúng không đi nhà ngành nó khác nhưng nếu như em chỉ có đón bay không thôi thì em phải đòi nha yeah. ờ, đón bay không được có bao nhiêu ngàn năm nhưng đặc biệt ở hà nội á thì không thể nào mà đi đi grab hà nội được tại vì sao hà nội á đi tới 45 phút mới tới sân bay nếu mà đi grab xong có trăm ngàn thì em phải hỏi công ty thì công ty nào mà đặt em đón bay ở hà nội thì công ty phải chịu cái tiền xe đó nếu tài xế mà không đón em á ở ừ, anh ơi, vậy cái tiền em đi xe ôm ra sân bay đó là anh trả lại hay hay là bên công ty em trả vậy anh à, em hãy hỏi mới hỏi, hỏi nha à, đó là cái hoặc là dạ. tùy tùy vào tính cách của riêng em em muốn không tính thì em tính không sao hết vậy thì đây là cách mà chúng ta hẹn ở tài xế sân bay nè hẹn gặp ở sân bay cũng được hoặc là hẹn ở khách sạn cũng được nhưng nhớ nè anh anh chỉ các bạn mà đến nhỏ mà anh cảm thấy anh anh bị thừa đúng không nhưng mà không thừa đâu khách sạn ơi cho hỏi là bên mình có cho hướng dẫn viên gửi xe hay không? Nhiều khách sạn năm sao nó không cho mà nó tính tiền là 10 ngàn đồng một giờ em cứ tưởng tượng 4 giờ là 40 000 ngàn đi thì em hỏi nó ở ừ, có nhưng mà chị phải đóng dấu nha nghĩa là em vô trong khách sạn em gửi xe xong rồi em lấy cái thẻ thẻ đúng không? Em lên lễ tân, nhà tân đóng một cái dấu stem vô dấu này là dấu miễn phí à, dấu à, miễn phí nha dạ đúng rồi ờ à, dạ có nha nếu không á là những cái sạn năm sao đó nha nó nó hạn chế đó là một ngày dụ đi 8 tiếng là hết 80 ngàn bà nó rồi Đúng không? Không nên Thì nếu nó nói không không cho giữ đúng không? Ừ chị Cho mở gần khách sạn của mình có chỗ nào gửi xe hay không? 50 ngàn bạc à, Đó là cách mà mình mình những cái này là những cái mà họ trong trường mới dạy tụi em đâu anh, anh 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 tại vì anh anh có tâm cho nên anh dạy những cái nhỏ nhỏ luôn á. đấy trên màn hình em có thấy cái chỗ mà cách hẹn gặp lái xe không nhi dạ có anh rồi đó là cách ha hiểu chưa đó Rồi anh tiếp tục nha à, Anh sẽ tiếp tục nói chuyện với bạn Kiều Việt dạ. Anh đi Anh chưa có đi đóng bàn nào đúng không? Dạ em có đón tiễn khách nội địa nhiều Rồi này. ok Để thế này ha à, Ví dụ như 10 giờ 50 nó ráp Thì em em cần bắn đón à, Thì nãy giờ xong hết cái việc hẹn thầy xế rồi đúng không? Rồi ngày mai cứ đến giờ đúng giờ đó, Vẫn Và nó kỹ cái ngày đầu tiên mình gặp khách mà đó sân bay đúng không là tuyệt đối ăn mặc phải kín đáo lịch sự rồi sau đấy mình làm quen với nhau rồi mình muốn ăn quần sọ áo thun hay ở trần gì đó là tùy mình rồi tùy khách như thế nào nếu đi biển thì thì một quần cột là phải rồi nhưng ngày đầu tiên ở từ đầu tiên là mình phải mặc quần dài áo mà uh, che uh, 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 cổ à, uh, cool. sát chưa? Đấy, không mặc quần sọt chỉ khi nào mà mình đi về vài ngày với nhau rồi tùy theo ngày đó hôm đó là mình đi biển đi ruộng hay sau đó thì mình sẽ mặc như thế nào em theo anh anh hay bằng ừ. tại vì sao nói với tay là nó vậy đơn giản vậy đó nhưng mà nếu business nó khác nhưng ngày đầu đón đón bay thì anh sẽ làm khác à cứ như vậy vậy thì à, cái việc mà mình kiểm tra xem chuyến bay đến chưa đó các bạn nó 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 các bạn có biết cách cách kiểm tra không ta anh việc anh có uh, trên điện thoại cũng có app với cả là mình có thể đến sân bay để xem những cái bảng rồi thông tin cái app là fly radar app này em bấm số hiệu chuyến Đừng. bay vô anh nói ví dụ nha việt anh này trên màn hình nó có cái chuyến bay từ từ thanh hóa đến từ thanh hóa là nó chuyến bay là vj 249 đúng chưa thì nó đáp Được. lúc 12 giờ 15 nhưng mà dự kiến thì 11 giờ 150 ra đáp rồi đúng không thì lúc đấy Được. mình chỉ bấm cái cái, cái số vj 209 bôi 249 vào thì nó lúc đó nó sẽ hiện rõ cái chiếc máy bay nó nằm ở đâu trên bầu trời luôn à, nó rất đơn giản thì cái cách mà mình 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 sẽ dự dự kiến á tổng thời gian mà khách mất sau khi đáp là bao lâu thông thường nội địa thì mất nửa tiếng còn quốc tế mất một tiếng nhưng điều đó không có nghĩa là khách đáp 11 giờ 12 giờ mình mới ra không phải như vậy đâu nha hà là mình đến đó mình đợi à, mới được nha các bạn rồi anh chỉ này ha cầm bản đó thì bản đó như thế nào anh sẽ mời Việt anh ha rồi à, về anh này, à, đây là mà cái, cái một số cái sơ đồ là mình phải đứng làm sao cho khách thấy được rõ mình là ai. Em nói kỹ nè, lúc này là khách mình không thể biết khách là ai và mình khách cũng không biết mình là ai, chỉ thăm chỉ nhận qua à. nhau, qua cái bảng đón mà thôi. Vậy thì khi mà anh anh sale tour cho khách đó, anh ghi rõ luôn, khách ơi, khi mày đến sân bay thì mày hãy tìm cái người cầm cái bảng này nè, anh gửi cái bảng cho khách coi luôn nhưng nếu nếu như có thể mà có số điện thoại bởi vì bây giờ đơn giản quá khách dùng whatsapp rất là nhiều các bạn có dùng whatsapp không anh whatsapp không? anh có thì anh sẽ gửi cho em anh sử gửi, số whatsapp của em cho khách và gửi khách cho em và anh tạo nhóm đó hiểu chưa đó là cách mà làm thì khi khách vừa đến khách sẽ dùng wifi khách nhắn nghe vào tao ra rồi đó hiểu không thì đó là dễ đấy người ta mặc áo màu gì gì đó rồi lúc đó thì mình nhưng mà các em nhớ kỹ nha. Các em phải cho khách một cái cảm giác rằng khách được chào đón Cho nên là mình phải cầm giống như giống như giỏi đi đẻ vậy đó. hồi hộp quá Cứ vậy. À, chứ không phải là ngồi mà chỉnh chị Khách vỗ dây tao tới rồi nè. Mới vậy. À, đóng đón ở khách sạn cũng vậy đó. Rồi. Thì sau khi đón được xong rồi á. Thì mình sẽ làm như thế nào? Việc anh này ha. À, sẵn Việt Anh nè đây là một cái mô mô hình của một cái bảng đón mà anh hay hay dùng các bạn anh hỏi việc anh nha các em à, cách à, em em nhìn này nha anh dạ. nhìn cái bảng đón này cho anh biết là cái cái khách này cái tô này là bao nhiêu khách em xin phóng to nghe. thật sự là không biết đâu Cái bạn đó nó không thể hiện mà nó thể hiện qua tin nhắn riêng hiểu chưa Cái bản đó dạ vâng. cho em cho anh biết đi những thông tin nào mà bắt buộc trên bảng đó phải có dùm anh đi? À, thứ nhất là tên của trưởng đoàn. Ừ trưởng đoàn. À, đôi khi thì bọn em, đôi khi thì bọn em cũng có in cả số lượng khách luôn. Ừ, của đoàn khi luôn. Vào, khi không. Và cái, bắt buộc có nữa là cái tên công ty du lịch. Đợi, theo em thì tên công ty du Theo em đó. thì bản đón này công ty du lịch mình đang đại diện tên gì? À, công ty du lịch mình đang đại diện là um, um Hero Asia Travel à, Vậy thì khi em nhận bàn giao á em phải hỏi rõ điều hành điều hành ơi em thấy trong trong cái bàn giao nó có tên hai công ừ. ty thì em sẽ dùng công ty nào để em xưng với khách với anh chị em hiểu cái chỗ Travel Bay là ai không nó là như vậy này à, công ty bên nước ngoài đúng không đúng rồi chính xác như vậy nè công ty Travel Bay này nó không thực hiện trực tiếp tôi này <laughs> mà nó mua lại của Hello Asia hiểu không mua Cả? lên tour ờ vậy thì á khi em đi tour em em là người của travel bay à, công ty nó ở nước khác này nó chỉ biết travel bay thôi rồi những thông tin như là ở sydney à. bay sài gòn vn 772 những cái nào đó thì ghi cũng được cũng được vậy thì á cái bản đó này là do ai thiết kế với em em tự làm hay sao À, không thường thì công ty bên bên điều hành sẽ gửi à? công ty gửi và em in ra thôi em kiểm tra kỹ cho anh Mình... có tên công ty nè

à, thì, thì tùy theo tùy theo các bạn nha đây nè ví dụ này welcome alin uh, balon 14 pass còn số chuyến bay thế nào thì mình biết rồi à, hoặc là tonkin travel welcome mr taylor fraser Hot à, đây đơn giản như vậy thì tùy nha rồi thì, thì khi mà em đón được khách rồi em gặp khách rồi thì anh đối em nha khách nhận ra em hay em nhận ra khách khách sẽ nhận ra mình đúng rồi đây rồi cho mình cầm cái bà chính xác khi mà gặp khách rồi đúng không? Thì em hãy hãy hướng dẫn khách đến một cái chỗ chỗ mà trống trống để không cản đường người ta rồi mới bắt đầu chào bắt tay này nọ à, đứng đó rồi hỏi một số thông tin đúng đúng gì đó và đây là một số câu mẫu câu mà anh dùng để mà giết à, thời gian trong khi gọi tài xế tới rồi bây giờ em sẽ là anh à, em sẽ là gai nha nha việc anh gai chính là cái người mà có mặt áo vest đó mình là anh đó anh là khách nha. No. oh xin chào. welcome to uh, Hanoi so you are Mr. Mr. Luan I'm Mr. Larry oh yes it's me are you our tour guide I guess I am please follow me this way and uh, so my name is Alex and I'm your tour guide from now are you ready to get on the car of course, I'm, ve I'm very we' very, are very excited for the tour. uh, yes, me too. And we are going to the hotel for check- in now. It takes about thirty minutes to get there. At the check-in, we'll visit the best place of interest in Hanoi. The driver is on his way on now. Oh, sounds interesting. What's the weather like now in Hanoi? Uh, it's sunny right now. But uh, it's not too hot. Ah. <laughs> uh in Saigon we have only two seasons, a hot and hotter season. I mean I mean a rainy and a dry season. We are now in the dry season. It means it's very hot now. So the low can be thirty degrees and the high can reach thirty-nine degrees Celsius. Right. The low can be, the low be là cái nhiệt độ thấp nhất có thể là 30 Nhiệt độ cao nhất có thể là 39 Và cao nhất thì là 30. Mình đang nói về Celsius độ C nha các bạn Bên Mỹ nó dùng là Fahrenheit em biết đâu Một Fahrenheit của nó thì bằng khoảng okay. bằng bằng phần bằng, bằng hơn bằng 2,5 của degree Celsius. Ví dụ như 39 này nè, nó có thể là khoảng chừng 80 mấy độ của bên bên đó, 80 mấy 90 độ bên đó, cứ vậy á. Em nói oh my god, I've really got hot. <laughs> don't worry it's not hot but it's not humid so i suggest that you wear shorts t-shirt a hat and sun cream and drink a lot of water when going but out so. by the way is this your first time to vietnam yes it is i've always wanted to visit your country i've heard great things about vietnam vietnam right vietnam mình tùy theo đó khách ăn mệt hay không nếu khách đang mệt mẹ luôn mà ngon cái hỏi hoài bực bội bàn này đổi gai luôn Được. đúng không tùy theo khách lúc đó là mình sẽ gọi tài xế rồi ha Đấy. trong vòng khoảng chừng ba phút tài xế tới rồi Các em cũng vô vô. bây giờ là tài xế tới này Đấy. bây giờ thế này nè rồi à, việc anh còn nhớ cái bài đầu tiên anh dạy em mà mà cái cái kỹ năng mà mình bắt chuyện rồi mình mình kéo dài còn nói chuyện không em nhớ không dạ khóa rồi vậy thì mình tận dụng cái lúc mà mình đón bay này từ sân bay nội bài về trong trung tâm Hà Nội khoảng chừng 45 phút. Hãy tận dụng 45 phút này để thực hành kỹ năng trò chuyện tán gẫu đi. Hiểu không em? Rồi bây giờ này, tưởng tượng anh đã lên xe đã. rồi bây giờ em bắt bắt chuyện đi. Uh hey Mr. Larry. Uh, how do you feel on the trip to Nha hotel oh my God. Uh, the flight the flight is too long. I I've I've stayed on the plane for fourteen hours, and I'm very tired. Oh, don't worry. So how, how about the car? Do you feel hot or cold right mm, now? The car is okay. Uh, I I think it's a bit too cold. Can you make it hotter, please? Because um, it's hot outside, and if you make it too and, cold, the car is not good. And sure. Uh, let me ask the driver. Okay. And That's um. Cool. Have you tried um, no no? So is this is your first time in Vietnam, right? Uh, but, uh, so, have you tried any traditional food? Oh, actually, of our country. In my your first country? time this is my first time I come from America and uh, I heard great things about Vietnam, especially the food. And uh, I remember uh, yes. my son told me all about Pho, pho and the best place to try it nice is in Hanoi. Is it correct? Yes, yes. You should go to Hanoi to try Pho. Yeah. It's I'm uh, very... included. I'm very hungry now. Oh, so what? Go for lunch first. Sure. We are going to for the lunch right now. Oh, uh, hey, yeah. wait. what I'm talking em phải tận dụng cái khoảng thời gian này em làm năm bảy lần có chục lần nó sẽ cái miệng em sẽ quen đi là khách nào cũng làm như vậy hết và, và tất nhiên là không phải khách nào cũng giống y như khách nào mình sẽ phải tùy cơ ứng biến dù như nếu như anh, anh sẽ làm như vậy này ha ok here comes the car Mr Alex let's get in the car and then đi ha đi so welcome on the car welcome to Hanoi. um, so Mr Alex uh, you say this is your first time to Vietnam right so what brings you to Vietnam Uh, because I my friend told me Vietnam is beautiful country. So uh, that's yeah. why I'm here today. <laughs> <laughs> I know. I know ah, oh, really? Uh huh. No. I'm in fact. Yeah. Oh, really? Thank you so much. Can you send my big thanks to your friends that make you come to Vietnam? Thank you for coming to Vietnam and making Vietnam great again. Hey, uh, by the way, uh, you are a solo traveler and you are a man. So I'm just curious: Are you single and you're looking for any girlfriend in Vietnam? Oh uh, no, I have my, I have a girlfriend, friends, but uh, see, busy right now. Okay. <laughs> so. Vietnamese girls are very beautiful. Uh, yeah, I have a, I have I a I Vietnamese girlfriend too. They are, they are very soft, sweet, actually. <laughs> uh anyway <laughs> vietnam is a very beautiful country thank you for saying that and uh, beside that we also have a lot of history and culture you will like it so uh, what what aspect do you like best about a country Do you like history culture way of life food and adventure or something like that uh sorry can could you ask me again So um, um our country is really rich in history culture and and many things like uh -huh. that so as a solo traveler I, I just i'm i'm just curious about how you like about a country are you into history culture with live uh, food or whatever so that i can, can focus on making um, i am interested in i mean the, the your, your food and uh, the, about the vietnam history okay because my my my, my, my uncle he oh, used so to be a, a an army in vietnam oh so you're from america right yes okay so your uncle used to serve in the army in in the vietnam and her, did he serve in hanoi or in saigon uh, he served in uh, hanoi yeah yeah so this, um, take a lot of photos and send back to him and uh, then he, it will remind him to <laughs> uh, so see how hanoi has yes. changed uh, recently yeah. và chuyện bắt đầu kéo dài nhớ kỹ nha không phải hỏi như kiểu kiểu như là là kiểu như vấn đáp mà mình hỏi mình trả lời mình thêm thắt vào cho nó thú vị và đặc biệt là mình đưa những kiến thức vào vào trong bài bài nói của mình Mà tùy lúc đó khách mệt hay không nữa đấy không đấy là là kiểu mình làm như vậy rồi như thế là cái phần mà chuẩn bị trước nửa một ngày đó thế nào rồi, chuẩn bị giấy tờ gì thế nào, nào nào đó hết rồi lên sân bay xong hết rồi, rồi về về sân bay kết thúc anh hỏi mà bạn Việt anh này nha thông thường thì khách sạn mình á cho phép giờ check in mấy giờ ờ, thường thì khách sạn lại cho check in vào 14 giờ chiều là 2 giờ chiều đấy rồi check giờ. out mấy giờ Chỉ ra lúc 10 12 giờ. ừ, rồi chị thấy thế này này nhưng mà khách này cũng một phòng lúc là 10 giờ. 12 giờ mấy giờ Dạ. nghĩa là nghĩa là nguyên nguyên tắc chung là check in chỉ được phép thể hiện thực hiện từ 2 giờ trở về sau nhưng đã hướng dẫn viên yeah. thì em phải làm như vậy giùm anh nè. À. Ừ anh chị ơi, à, ngày mai thì em biết được cái cái, cái giờ check của mình là 2 giờ chiều. À, là cũng vậy luôn. Nhưng mà ngày mai em chỉ có một phòng thôi thì khách có thể đến khoảng 12 giờ. Vậy thì cho em hỏi là cái với với, với cái booking này thì khách của em có thể đến vào khách sạn sớm nhất là mấy giờ vậy chị? À, anh ơi không bây giờ không biết được, ngày mai biết được. À vậy thì sao? Hôm nay em đón lúc 10 sáng đúng không? Em khoảng 9 giờ em gọi đi, em hỏi hôm nay thì có theo tình trạng phòng thì mấy giờ. Ừ anh ơi hôm nay thì uh, sớm nhất của đoàn là 10 10 10 là 13 giờ nhé. Đúng không em? Trường hợp anh hỏi em um, à. Trường hợp anh hỏi anh nè. À. Trường hợp mà khách sạn à. bắt phải 14 giờ mới được. Nhưng mà 12 giờ là em tới khách sạn rồi. Thì 2 tiếng đó em làm cái gì? Và anh cho em một tình huống nha. Em trong tình huống này nè Hai tình huống Tình huống đầu tiên Là em chỉ đón bay xong Kết thúc Tình huống thứ hai yeah. Là em tôi này đón bay city Ví dụ như tình huống thứ hai ừ. Thì nó dễ lắm Tình huống thứ hai làm sao Thì thì nếu Nếu mà khách chưa ăn trưa Thì mình có thể dẫn yên chưa Và có thể hỏi ý kiến khách là Cho đi city luôn Và cửi đồ khách sạn trước Đúng Gửi gì nữa cứ đi đi Gửi gì đi xong về luôn ai tài xế chửi em á tự nhiên cái giỏi khách sạn để đồ xuống đi chơi dạ vâng. như vậy đến xe đi tiện lợi hơn đúng không Dạ vâng rồi Thì mình có thể đề nghị khách đi city luôn rồi rồi đi luôn xong về đó đơn giản còn giờ thứ hai mà nếu như chỉ đón bay không thôi không có làm gì hết thì làm sao Em nghĩ là mình thêm Mình phải có Ít cha một chút Hay khách Ai trả tiền cái đó? Trong vòng hai Ai trả tiền cái phần extra đó Tài xế sẽ không chấp nhận Thậm chí dừng lại ăn trưa Tài xế không cho luôn Tại vì sao? Đó liên quan đến cái hợp đồng Thì em hãy yeah. làm như sao dùm anh này uh, Mr. Alex um, In Vietnam the, There's some regulation about the hotel The check-in time is 2pm Check-out time is 12pm So this morning I have talked to the Hotel about your case because you have only one room. I ask them, what is the oldest time for you checking? They say, today is very busy. So it must be 2 p.m. So we may arrive in the hotel at about 12 p.m. So we have two hours to rest. And because the driver and I are only for picking you up from the airport to the hotel. Airport? So this is what I suggest we still take you to the hotel, you drop your luggage there. I will pass your information to the hotel. And within two hours, you can do whatever you like. I can point out for you where to have lunch. And opposite the hotel, there's a very nice restaurant. You just have it for yourself. And that's about 2 p.m. You go back and get your luggage. Of course, you put your luggage in the lobby. You keep a receipt. And about 2 p.m., you just come and show your passport. And they understand uh, that you are from our company. Okay. Hey, Woman. Yeah. Yeah. không có nhiệm vụ yeah. provide thêm bất cứ extra gì hết hiểu không và tài xế sẽ không yeah. mặc dù chỉ ghế ăn 10 nửa tiếng thì sẽ không cho tại vì sao đã, đã nếu đóng bay không thì đóng bay không thôi Tiện bay không tiện bay không thôi không cho vô nó liên quan đến đến, đến uh, hợp đồng Đấy. chứ không phải là mình họ không muốn còn việc mà ví dụ như em tự ý em dẫn đi theo lỡ như nó bị té ngã bị ngộ độc thực phẩm họ thì em chịu cho ai chịu công ty không chịu hay, nhớ kỹ này ha được rồi Đấy, phải xử lý như vậy đó mới được rồi đó là một số cái trường hợp đó, các bạn à, ngoại lệ nè anh ví dụ nha à, ví dụ như anh anh Nguyễn là em em đã từng dẫn in bao chưa hay gì là chỉ đón tiền thôi kêu à, kiểu ăn anh á ăn anh đó. à em thấy anh hỏi là anh Nguyễn đâu, đâu, đâu. em chưa em chỉ đọc thôi. À. ví dụ cái tour đó là ngày 1 đón bay, ngày 2 Hà Nội City, ngày 3 là Ninh Bình. Nhưng mà cái 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 gai mà kinh nghiệm đó, đó, họ bận cái ngày đầu tiên không đón bay được thì anh sẽ nhờ em đón bay. Bạn ấy sẽ đi hai ngày sau. Thì lúc đó đó, em chỉ có nhiệm vụ đón bay mà thôi. Và khách hỏi em á ngày mai làm gì làm gì làm gì? Thì em hãy nói cái chữ màu vàng này giùm anh. Nó đọc đi. Uh, I'm sorry, it's out of my rights and ability because I'm only in charge of airport pickup and hotel check in. I don't know what you will do the next days. You can contact our company's representative to who consult this tour to you, or I'll help you whatever I I can. Mm. Or oh, mm -hmm. let me call my tour operator. Anh luận ơi, em hỏi thi, Khách hỏi là ngày mai đi, uh, đi, uh, đi mấy giờ đi ở đâu? so I'm only responsible for taking you from the airport to the hotel because this is from my company's arrangement I don't know about tomorrow but um, I just call my operator and they say there will be another guide uh, that come to pick you up by 8 a.m. So now uh, I am I'm helping you to uh, confirm. About tomorrow, what time would you like to go? An eight or nine? Okay, nine. Right. So this is the two guy. I sent you the number. I give that and Mr. Larry number. Okay, he will come to pick you up with the the driver. Okay. Ah, that means how hỏi là, Tại sao? Why? why why? I I will not have two guys this, this, I don't like it. I'm um, sorry, so um, you can ask the person who who consulted you the the tour. I I don't know because I'm just asked to pick up. Don't get angry with me, okay? Có vậy á, có khách em ơi, có khách như vậy đêm, không phải đơn giản đâu. Đấy. Nhưng anh đã từng bị một cái trường hợp này nè các bạn. Một học trò nữ của anh đã làm trong bạn của anh bị cặp mặt công ty luôn. Công ty đó là hãng và tô rất là ngon. Anh nhận cái tô đó 5 ngày. Thì ngày đầu anh bị bận, đơn giản như vậy nè khi mà một câu điểm các bạn hiểu không thì cái trường hợp này nó xảy ra vô cùng nhiều luôn cái ngày cuối của tôi đầu lại là ngày đầu của tôi kế tiếp thì cái ngày thì rất khó nhưng mà không phải không chỉ bị một ngày đó mà người ta bỏ 5 ngày liên tiếp đó được người ta phải xào trẻ làm sao cho nó phù hợp và cái việc này nếu anh làm tôi anh anh chấp nhận em không sao á anh làm anh làm điều hành anh, làm chủ công ty du lịch đúng không anh cho điều đó xảy ra bình thường tại vì cái chỉ tiễn bay thôi mà cho đóng bay thôi mà đơn giản quá vậy thì ví dụ như cái ngày cuối của cái tour đầu á là cái ngày người ta lụm tiền mà đâu bỏ được em hướng dẫn viên nha thích nhất là cái ngày cuối cùng của tour á đặc biệt là tiễn bay á nhanh mà gọn lẹ lắm cho nên là người ta phải tiễn thì ngày đầu ví dụ như đơn giản nếu tiễn lúc 12 giờ đón lúc hai chiều thì quá tuyệt vời rồi nhưng mà nó nó, nó không khớp giờ thế là ảnh nhờ anh tìm đứa học trò nữ đón giùm hãng nha nhưng mà ảnh bị ngu một cái anh bị 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 ngu mà kêu xin lỗi không phải ngu mà là kìa, anh anh bị chưa có được khéo chỗ này là anh không chịu báo với công ty về điều này khi anh nhận tour nha anh sẽ nói công ty thế này nè ở ừ, em ơi cái ngày đầu của tour này là ngày cuối của tour đầu tiên của anh đó thì em hãy cho phép anh được sắp một bài khác đó giùm anh đi không thể không nhận được thôi đơn giản là như này dù như cái ngày cuối của tôi đầu là chỉ tiễn bay thôi đó thì mình tùy lúc khách như thế nào mình có thể sắp cái người người đó tiễn như mình cũng được đó cái tiễn nó sẽ đơn giản nha yeah. đó, đó thì tùy thì khách như thế bạn nữ này anh bàn giao xong hết rồi bạn này, anh đó bạn biết khách mỹ nha khách đó nó đến sân bay xong rồi nó không thấy nó nha đâu chứ trong trong vòng 2 phút thôi không thấy nó bực quá nó gọi gì bên mỹ luôn bên mỹ gọi về điều hành của bên hà nội hà nội gọi cho bạn anh chửi te tôi hết chứ đồ fucking you bullshit you uh, get out of my office What? ôi ờ, em biết sao không cái học trò của anh á lúc nó đang cầm đón á một tiếng đồng hồ cho thấy khách nào chứ nó lại bị rụng dâu rồi nó chạy nhà vệ sinh ngay cái thời điểm mà nó dung nhà vệ sinh thì khách lại ra ờ, em thấy anh thấy nó chớ trêu không ấy chỉ một cái trái dâu thôi mà bạn của anh biết không mất nguyên cái tour này nguyên năm luôn tại công ty đó nó, nó cạch mặt luôn và cái ngày hôm sau bỏ luôn thấy người khác luôn và những cái booking của những tháng sau cancel hết luôn cho nên là cái, cái đón bay nó vô cùng quan trọng luôn đặc biệt là khách hãng nha các bạn nó thiệt nha em nha. ví dụ trường hợp đó mà anh bị mắc quá đúng không muốn phải xin quá đó nha thì anh sẽ làm cách này nè anh hỏi cái bạn kế bên á bạn đang cũng đang đón luôn ờ em ơi anh anh chị ơi vậy đó không biết là anh, 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 anh nói chuyện bài nào á không biết là, là là anh có thể cầm giùm em giúp cho em khoảng chừng hai phút thôi em nhưng mà xin cái quá gì hết nổi rồi đúng không các bạn rất đơn giản luôn vậy thì trường hợp thế này nè các bạn ví dụ như cái bạn đó đó các bạn đó bạn đón giùm mình đó bạn sẽ cầm giùm có sao đâu nhưng mà bạn ấy lỡ ví dụ như bạn ấy người có tâm ấy nha lỡ khách của bạn nó ra trước đúng không thì bạn kêu khách bạn ấy chờ chút xíu hai phút có sao đâu bình thường Đấy. hoặc là mình dán cái cột gì đó tùy mình mình cho nên là nó luôn luôn cặp theo băng keo để lỡ cái băng sinh dán nửa cột à, rồi đó là một trường hợp ha trường hợp thứ hai nữa đó là anh bên trường hợp anh đón hai tiếng đồng hồ rồi anh không thấy khách đâu ra thì anh đầu tiên á anh biết làm gì không anh gọi vào khách sạn khách sạn ơi à, em là hướng dẫn à, em đang đón công ty này đó khách bên này nè em nghi ngờ là khách đã về khách sạn rồi bây giờ chị anh đó kiểm tra cái tên này nè dùm em về khách đã về chưa khi mà kiểm tra xong á à, khách có mặt khách sạn rồi tại vì khách này nó không được thông báo hay là do điều hành lắm không sao đó mà mà khách hiểu lầm rằng nó là đến sân bay rồi nó tự về cái đó không phải lỗi của mình mình vẫn được trả phí vậy các bạn ừ, tại sao tao cầm mà mày không tìm được tao nói chuyện của mày chứ tao, đâu thế nào tìm mày đâu khách mày phải tìm tao chứ đúng không đấy đó là cảm nghe các bạn nhiều cái lắm rồi đây trên trên đường nè à, anh sẽ nói chuyện với trân nha trân ngọc trân nó có rõ chưa? dạ yeah. rồi nè đây là một số cái mà em dùng em dùng tùy lúc đó là em đó ở Sài Gòn hay Đà Nẵng hay hay là Huế hay là hay là ở uh, mà 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 Hà Nội thì em sẽ nói về traffic rules rồi local people's history a people's personality gì đó ví dụ thế này em nói này hey Miss Trina uh, how how are you welcome to Sài Gòn I'm good I'm good but I is just was a really long flight so Good I luck. was a little bit yeah so would you like me to shut my mouth off <laughs> no <laughs> no okay. uh so I want you I want to ask you first impression so what is your first impression when you are in the car now driving to Saigon oh my god it's it's really, really different uh, compared to my country because there are a lot of scooters on the roads and mm. like it seems like there is no rules on the road. You exactly. know that? you know what? Uh, the traffic in Saigon, oh no, you know, it's really chaotic. It looks chaotic, but actually it is a well-organized disorder. And homeland looks up yeah, this is, huh? Well organize disorder. order. <laughs> Why is that? Because everybody give way to each other. If everybody you know just just go different direction especially because Saigon the, Saigon is like the the country. Saigon is like the the city of scooters. We have about Hey, uh China, how many motorbikes do you yes. think are there in Saigon? Oh my God, it's a lot. And this is my first time here. So I, I don't know. I see a lot. About 8.5 million motorbikes in Saigon. Wow. And people say that if you can pass the test driving on the road in Saigon, you can drive anywhere else in the world because it's so crazy. Uh, this looks so chaotic, right? Yeah, Yeah. cái cách mà mình tiếp cận với khách du lịch nước ngoài là mình nói về cái phần nổi của tảng băng chìm trước sau đấy mình mới phân tích cái phần chìm của tảng băng nổi phần nổi của tảng băng chìm tức là những cái gì mà nó diễn ra trước mắt của khách thấy liền luôn không cần phải phải đó dù trên đường đi mình mình đi ngang một cái cái quân khu 7 á, bên trái á, nó có cái mà cái nhà thi đấu quân khu 7 à, uh, uh, nào, look on the left side of yours Um, there's a stadium this is the football stadium and also this is a military base and by the way you know in Vietnam we divide the country into eight military zones and Saigon is in zone number 7 Mekong Delta Soc Trang is on number 9 there's no number 8 because 8 and 9 were joined together Hanoi um, Nội is number I remember number 1 something like that zone heo? tức là cái vùng uh, cái, cái uh, quân khu uh, quân khu 7 là ở Sài Gòn 7. đấy Uh, by the way, you know, people hang on the flags on the street. You know what happens? Because today is the 30th April. 30th April is the day when the North and South Vietnam were united together. And thus, 30th April, 1975. The war ended in Vietnam and the South Vietnam surrendered to the North Vietnam. So today we call this um, Liberation Day. So that's why everybody, every family holds or uh, hang their flags in the front. All right? Ah, like, oh, you know, you see the flag over there with the hammer and the and the sickle. Hammer like búa, còn sickle like lema. That's yeah, the Vietnamese yeah. communist flag. The sickle, the sickle is for farmer class, and the hammer is for worker class. Oh, Why yeah. is that? Because today is the third of February. But eh? uh, Today is yeah, the 40th yeah. day of the Vietnamese Communist Party, 1930 in Guangdong, China. Mm. mà ấn tượng đầu tiên, cho nên em tận dụng các bạn hãy tận dụng cái lúc đón bay nè, thậm chí đón free luôn cũng được nữa để mình có thể được mà, mà 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 thực hành cái đó, phải đi từ những cái nhỏ đó lên những cái to hơn, rồi tiếp tục với chân nha. Dạ yeah. rồi, uh, ok rồi khi mà gần tới khách sạn rồi thì em sẽ làm những cái này, uh, như nói đó nếu khách sạn này công ty mình làm nha, rồi em em nói đi em là đi yeah. đó là guest Okay, so we are about to reach the hotel please prepare your passport for checking. By the way, I would like you to make sure that uh, you get the right room as your booking and uh, so is it okay that I will have you for checking and check the room along with you before uh, we say goodbye. That would be so kind of you appreciate it Hola. Like, oh that's that's fine I we can handle it. We traveled a lot. Yeah, so I'll wait for you at the hotel at uh, the lobby in case that you need help because it's, it's my responsibility to make sure that you get uh, what you pay for. Rồi, nhớ kỹ nha. Trước đó em đã xác nhận với khách cái loại phòng gì rồi nha. Các em biết không? Yeah. Dùng phòng standard là phòng xíu à. Nó không có mặt cửa sổ luôn. Deluxe, khách sạn lớn không có cửa sổ luôn. Nó có cửa sổ mà nó nhìn vô giếng trời từ premium trở lên hoặc là là suit trở lên thì nó có balcony nó có cái view city view uh, River view rồi là executive the premium premier đủ thứ chứ các em phải làm quen những cái đó nha rồi ví dụ như trường hợp này này uh, Miss Jenna nè, uh, before we go to the hotel I would like to reconfirm about your hotel booking and um, the hotel is booked by our company so you will stay here yeah, okay. one room is is a deluxe river view is that correct and uh, yeah, yeah. Room, because you you require smoking room right yeah yeah it's true and also you require the hotel room is um as high as possible right yeah okay so on this information i have talked to the hotel and they confirm already so your hotel your room would be on the 19th floor overlooking to second river It's very nice and it a balcony all right Make it too far. okay so i will write down i try to remember this Ok, great. Hey không? Đó là cái mà mình quan tâm đến từng cái nhỏ nhất luôn. Dẫu như um, có hai ba khách thôi mà đặt khách già đó em thì khách cần sự chăm sóc hơn đó. Rồi, cái cách mà mình đến khách sạn mình làm sao nữa là một chuyện nữa nha. À, rồi, cảm ơn Trân. Đó là cách mà trước khi mình đến khách sạn, Hiểu không? Mình đang tưởng tượng cách là là mình mình cho em đúng giờ nha. Rồi, anh sẽ nói chuyện với bạn bạn bạn, bạn Thanh Ngân đi, Ngân ơi. dạ yeah, có rồi, yeah. rồi. À, là em là, là, là my nè nói đi dạ yeah. hi everyone we arrive at our hotel please make sure you don't forget anything on the car on the bus like passport wallet cell phone hat and thing like that please check where the lobby calls so I'll help you for check in rồi nghĩa là thế này khi mà mình đến á mình sẽ gọi khách sạn trước 5 phút nếu như đó là xe mình lớn đông đúng không khách sạn sẽ chuẩn bị cái nào đâu hành lý thì có thể có hai cách một là mình cứ xuống cho lễ tân cho bèo Bò nó mang vào nhưng mà có một điều kỹ như anh nè em bắt buộc khách phải nhìn thấy cái hành lý của mình được mang vào chứ không được đi te 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 vô rồi để cho bèo Bò làm gì làm phải nhìn thấy cảnh I would like because I don't want things to happen I don't want misunderstanding or you lose your 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 suitcases please Make sure you see your luggage being taken or you have to take it yourself into the lobby. Make sure you see it. Just don't, don't walk. Người thưa. Khất ấn ấy. Where's the bear boy? Who help you? No, you have to take my luggage. Ấn là chuyện gì vậy đó. Nó, nó, nhiều khi nó, nó chấp được đó. Nhưng mà nó không chịu. Mất tài sách gì đó. Nó tỏ vẻ mình là được cũng chịu mà đúng không? Đấy. Rồi. Sau đó em cứ khách cứ ngồi đi. Em lại đó em lấy thông tin. Trường hợp mà em đã có thông tin rồi thì em lấy chìa khóa thôi. Sau khi mà em làm xong hết rồi đúng không? Thì em sẽ quay lại khách để em bắt đầu làm thủ tục của em. Theo như Ngân Anh hỏi này, à, theo em á là những cái việc nãy anh nói đó, lấy tao nó làm được không? Dạ, được được nhưng mà cũng có những phần cái là không có liên quan đến cái nghiệp vụ mà với công ty của mình. Ừ để tân á dư sức làm điều đó ngày nó mấy, trăm khách lận nhưng mà nếu như em đưa cho để tân làm rồi thì cái công sức của em ở đâu ra cái công lao á của em á khách đâu có cảm nhận được đúng không à, cho nên em phải làm điều đó à, em 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 phải làm đi cho nên có những học trò của anh á đó chỉ đón ừ, bay đó. được 10 hai đô từng tiếp rồi nếu kỹ nha các em bắt buộc là không được quên gì ha rồi tiếp tục này em ngân ngân em đọc này đi dạ By the way, I am sure that you have traveled a lot, a lot, so too many countries, and you must be really experienced. However, since this is your first time to Vietnam, I feel responsible to making sure you will never face any problem in terms of culture and behavior while you stay here. And this is very important. đây. làm cái gì mà không nên làm cái gì à, anh nhớ anh có một cái bài đó như thế nào để anh anh mở lên coi anh có một cái bài các bạn có nhận được cái file của anh mà chu bình không ta Ngân Ngân ơi anh đang hỏi thêm ngân á dạ em thấy là em chưa có tải cái này hay sao dạ em có mở rồi anh có cái bài đó. mà do and don nghĩa là những cái điều nên làm và không nên làm khi lưu trú hay không có nghĩa là ở với mỗi một quốc gia, mỗi một thành phố á khi em đón bay xong rồi phải không? Trước khi mà chia tay khách ở khách sạn đó thì em sẽ uh, gửi cho khách một số cái điều mà khách làm mà không nên làm anh nhớ anh có một bài đó đã mất tiêu rồi ta uhm. như là ok See dạ, có have rồi. Some... đúng không? Dạ, có rồi, rồi. Dạ. Wow, okay. Good. you hear something you should do and some not do uh, about the traffic when you cross the street be be careful the traffic sometimes they don't stop for you even though you're walking on this super process they they don't stop from distance they only stop when they are close to you almost hit you even though it's red light okay sometimes it's happened like that and so the best way is to look for a vietnamese person like me to follow him okay when you go on the street Don't hold your cell phone like this, like this, like this. Okay, I'm taking a picture in the crowd. They may borrow your cell phone without permission and never return. Kiểu vậy ha. Thì anh, anh sẽ soạn lại, anh, anh, nếu như chưa gửi thì anh sẽ gửi lại các bạn. Nên mà nên là đó. Tại vì những cái đó là những điểm cộng mà khách nó cảm thấy được cái cái điều mà tuyệt vời từ em. Hiểu chưa các bạn? Rồi. Đó là anh lại tiếp tục nói với thanh ngân nha. Rồi, thành lý đi nha. Rồi, by the way cái nào đó. Rồi. Rồi thì tóm lại á, anh anh tổng hợp lại nha các anh ơi. Dạ. Yeah. Rồi em đọc lại, trước khi pick up thì mình làm gì ta? Yeah, the before pick up, read the guest information carefully right after getting from the OP. Uh, name of the guest, number, flight number, place of departure arrival time, hotel, rooming list, driver number ừ, yeah. for everything to confirm. Em hiểu cái rooming list là gì không? <laughs> list là này nè. À anh sẽ gửi cho em coi cái có, có cái tour sáng 11 anh mới anh mới chốt cái đây uh, 2 tháng, 3 tháng. À tháng 11 anh có một đoàn. đoàn này của anh là 21 khách 10 ngày trị giá 310 triệu. Đây. Và anh đã chốt rồi đây tháng 11 đây. Ồ, em có thấy màn hình không? Anh đang show không? Dạ chưa thấy anh ơi từ à, từ ha, từ từ ha. 11 khách Tây Ban Nha, uh, uh, khách Romani. Đây, anh thấy chưa? Dạ rồi em thấy rồi Romulus có nghĩa là người nào ở với người nào, phòng này loại gì? Hiểu chưa? Dạ Anh chỉ em nè, cái đó làm nha ví dụ như anh thấy bạn giao kê nè, này Vậy thì bây giờ này em nhìn vô cái danh sách này đi em cho anh biết bao nhiêu sinh bao nhiêu twin bao nhiêu double bao nhiêu triple nhìn đây nhìn đây kể vô đi hả ngân đó. dạ có một phòng triple hai phòng sinh ba phòng twin với lại uh, năm phòng double đúng à, rồi chính xác vậy thì sao À, cho, có phải khách sạn um, Simulen Yến và dạ em là ngân hướng dẫn của anh Luận á. À, anh Luận là ai vậy? Ở xin lỗi công ty uh, một Bình tao á. À, em gọi đến để xác nhận à, là, là khách ở anh anh chị ơi giúp em xác nhận cho em nha. Là khách ở ngày 1, ngày 2, ngày 3, 3 ngày, 2 đêm. Và một triple, ba twin, hai single, năm double. À, loại phòng gì? Anh chị này anh không giấu các bạn đâu là khi anh bán tôi được khách đó đây là cái chương trình anh bán khách này nè anh ghi rõ luôn nhỉ? anh ghi rõ luôn nè trong đây nè các bạn anh ghi rõ luôn cái phòng silver lên yến này anh ghi rõ là premier city view rồi ở phú quốc đó, anna resort là garden view limited c ha à, thì em là gái em nhận được này nè em phải xác nhận kỹ anh chị ơi phòng của mình là Premier City View. Hiểu không ngân? Yeah. Cái chương trình này nè, anh cũng gửi cho em luôn và gửi cho khách luôn để em so. Ở à, khách ơi, chương trình này có phải của mày không? Tao sẽ so lại ha. Rồi, còn cái phần mà chi tiết cụ thể từng ngày làm cái gì đó. Anh chị em coi nè, anh mới bàn giao xong nè. Anh, anh vẫn nói chuyện với Ngân nha. Nè. nè, Em thấy cái file mà bàn giao 6 bác không? Dạ, Ban Nha Đây là cái file bằng tiếng Việt anh gửi cho gai. Anh nói thật em á, chưa có ai kể bằng anh á. Anh ghi đỏ. Khách này 6 lớn, số ngày 5 ngày. Phòng khách sạn là một double hai twin. Được chưa? Rồi, nhà xe tên này, số này. Trong suốt tour, có một nữ điều hành công ty đi theo để nắm tuyến điểm mình vụ và đã được Mr. Lượng báo trước không xen vào nghiệp vụ của huấn nhân viên và các vấn đề làm ăn của gai. Em biết sao anh đọc này không? Tại vì cái tô này anh gửi cho hướng dẫn Tây Ban Nha. Mà hướng dẫn Tây Ban Nha toàn là 20 năm không à. Anh à, nên anh phải kỹ đó. À, anh nhìn kỹ này ha. Ngày 1, à, đón bay, giờ báo sao, ăn trưa. Sau đó đi city là dinh độc lập, bảo tàng chiến tranh, đi bộ quân huệ, nhà thờ điện, buổi tối tự do. Khách sạn là Sài Gòn Lotus 4 sao. Rồi, phòng là Premium Deluxe, có ban công, phòng tắm. Gai, chi vé thông quan, ăn trưa. Vậy thì khi gai đọc cái bàn giao này thì còn cái gì để bắt lỗi anh nữa không? thì đi lên tour đó cần phải gọi anh không anh sẽ gửi cho nhà hàng số điện thoại nhà hàng anh 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 trả tiền nhà hàng địa chỉ nhà hàng gọi là ăn menu gì anh gửi hết luôn số điện thoại tài xế có luôn thì lúc đó đó khách đi anh không cần gọi cho anh luôn đúng không em Đấy. mà khi anh càng bàn giao á thì em anh lại càng tức với những con mẹ mà đã từng bàn giao cho anh bực kinh khủng bực luôn không được nghĩ như bạn như anh đâu Em biết sao không? Ừ, khách sạn bao gồm hết. Không có nói rõ là cái phòng loại gì, bao nhiêu mét vuông ở tầng mấy không có nói. Tại vì anh là gai, nên anh khi anh sale anh điều hành anh điều hành lại rất là chuẩn. Đó. Ví dụ nè Ngày năm đi đi cái bà Vĩnh Long nè. À, liên hệ cái bè bà chị Lan nè. Rồi cái đó khách sạn Ninh Kiều Riverside sai nè, hai bà Trưng Cần Thơ nè. Lại phòng là Deluxe View đó chứ. Gai không chi gì hết nó chuẩn đừng đừng chi tiết như vậy đó như thế khi mà lên tour em biết không điều hành là gì biết không điều hành là cái người mà điều gai đi sau đó có hai điểm xảy ra điều gai đi xong rồi bị gai nó hành lại nếu như bạn không kỹ còn nếu như gai mà tàu lao là bị điều hành điều gai đi xong hành gai đó. hành mình hành người ta hay ta hành mình là do cái cách mình bàn giao trăng ơi chân nhớ cái chân chân Dạ. Ừ. Ở đây bạn Trân đã được anh bàn giao một cái tour 14 khách đi hai ngày, 2 ngày một đêm. Từ Sài dạ. Gòn đến Vĩnh Long. Anh thấy cái bạn giao của anh nó có cái gì sai sót không? Dạ không. Chi tiết nó em Trong hai ngày đó anh sẽ ăn cực cực kỳ ngon và rất là ngủ rất là ngon, không cần phải lo lắng. Đúng không? Đấy, ừ. anh bàn giao cho anh như vậy đó. Vậy thì, thì quan trọng nhất là cái việc bàn giao nó phải chuẩn vậy thì khi mà lên tour nó sẽ đỡ cho nên á mỗi lần mà anh nhận tour của ai á ừ em ơi chị ơi hãy bàn giao cho em kỹ nhất có thể thì lên tour chị sẽ đỡ nhất đầu đọc kỹ 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 khi mà nhận bàn giao á đọc kỹ từng câu từng chữ một anh chị này ha đọc kỹ từng châu câu từng chữ một từng ngày một tưởng tượng đó nó làm gì làm gì cái bàn giao nãy của anh đó rồi là gai á, tưởng tượng rõ luôn ngày đó mấy giờ làm gì, gì hết trơn luôn rồi thậm chí nha anh còn gửi cái mã booking khách sạn ví dụ như cái mã booking là sao ok oh, khách sạn sài gòn lotus này mã booking nó là sg một hai ba bốn năm gai tới nơi ờ chị ơi à, em gọi đến khách sạn, công ty du lịch với việc đó à, em à, sắp đón bay á à, công ty em à, đặt khách sạn của chị à, chị vui lòng kiểm tra xác nhận ờ, mã mã là sg một hai kiểm tra cái một ra đi gửi email luôn không cần phải phải tính đó xong rồi nửa đêm gọi cho mình hiểu không các bạn Đấy. và anh lại tiếp tục nói chuyện với ngân nha à, tới đâu rồi yeah. anh anh có nói lạc đề quá không các bạn có quá lạc đề không yeah. rồi tiếp tục nha. À, anh sẽ show lên cái chỗ đó, cái chỗ mà đây, ok rồi, tiếp tục. Cái chỗ before pick up á. Tiếp đi em. Dạ em không nghe thấy giọng anh á. Before pick up á. Dạ. Tiếp tục. Before pick up. Dạ, tiếp theo là the at the airport hay sao? Đây. Đó đó rồi. Mm. Uh, yeah. at the airport meet the driver at the hotel and depart to the airport 15 minutes earlier read the flight information box and keep an eye on it wait for a guest patiently Good yeah. when meeting guest request and confirm it's alright please go to the right spot to wait for the driver have a small talk while wait, waiting for the driver get on car keep on chit chat welcome speech heart opening speech rồi right. yeah. Mr. Ryan là một cái, cái thuật ngữ đồng là cái người đúng á hiểu không Mr. Ryan một tên khuyết, khuyết danh á heart opening speech này là một cái câu mà mở lòng mà tâm sự với khách vậy đó kiểu vậy welcome you như know. đó rồi đó là hết một quy trình mà từ lúc nhận cái cái cuộc đón bài đó đến lúc mà chuẩn bị trước mọi ngày đến lúc mà ra sân bay gặp khách về khách sạn hết xong bài all airport pick cup dễ các bạn chuyên nghiệp các bạn nếu chuyên nghiệp cho anh chàng giấu tay Để anh giấu tay trước cho Không giấu tay đây nè Giấu tay đây nè Nè đây nè Đó Đây là đâu rồi Cười nói đó 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 Cho nó vui Bóng bóng vậy đó Đấy. Rồi Thì đó là xong phần tr... Cái phần mà Chuẩn bị này Apple up này Có vấn đề gì Mà các bạn cần Phải nghiên cứu nữa không À Còn nữa đó các bạn Máy bay bị delay Ờ à anh hỏi bạn bạn trân nha trân dạ lần như delay hai tiếng đồng hồ em có đợi tiếp không dạ đợi chứ anh em có đòi anh lượng ơi nhiều delay thì anh phải trả thêm, thêm tiền em mới đợi nha không thì em sẽ về có vậy không dạ không <laughs> anh cũng sẽ trả Cái em em không có ấy đâu em cũng đợi chừng nào em gặp được khách thôi tại nãy như anh nói là ngày đầu rất là quan trọng để lấy ấn tượng với khách mình lấy thêm tiền của công ty có 2 tiếng không mà biết đâu được mình lấy ấn tượng với khách mình lấy được 100 đô rồi xong <laughs> anh cũng sẽ trả cho em thêm tiền và anh và anh cũng sau đó anh cũng sẽ trả em về nơi sản xuất luôn hiểu không à, yeah. nó, một ngàn nó sẽ nói lên cái thái độ làm việc con người à, nhưng mà tất nhiên Tùy trường hợp nha thứ hai nữa đó em một người nó bị mất hành lý anh kể cho em nghe cái chuyện này là trời anh. anh nói cho em nghe thôi nha anh không nói với mấy đứa kia nghe em... không nghe đâu anh... à. nghe em thôi nói nhỏ thôi có lần á là nguyên đoàn anh hai khách là em mắc cười lắm em một khách trong đoàn của anh ông vô tình ông cầm cái vali của một người khách khác của đoàn khác về khách sạn về tới nơi xong rồi ông mở rồi khóa quả không ra thì à, coi lại trong cái danh thiếp ấy cha tới năm nay em biết sao không thế là lúc đó là anh anh nhỏ nhanh kinh khủng luôn trong cái danh thiếp em trong cái vali ấy, nó có cái, cái email của ông đó cho nên á à? ờ, anh gửi email liền luôn em gửi email liền trong đó có số điện thoại luôn ông gọi liền em biết sao không rồi lúc đấy á là anh mới bảo là ừ ông ơi cái này là do khách của tôi á tôi cũng xin lỗi ông rất nhiều là khách của tôi cũng đồng ý luôn là bây giờ tôi sẽ chờ một khách sạn của khách tôi khách này nè ông cứ đi taxi tới đi Và tiền mà tiền bắt taxi là khách tôi trả lại cho ông cho rồi ông mới tới đi tôi đợi ông đây nè khách đó bắt đầu đi bắt taxi đến gặp anh mừng vô cùng mừng luôn lấy hành lý chẳng những không lấy tiền taxi lại của anh mà còn cho anh thêm tiền nữa à, wow. còn lại thì cái thế thì cái vali của khách anh đâu nằm sân bay á à, nó, tại đến hai màu giống nhau hiểu không cho nên cái việc mà các em bay nha để nha cái em nên phải có cái thông tin của em trên cái đó, đó. danh thiếp của em cực kỳ hay luôn à, nên, nên nên có nha Nói giống như một cái cái thẻ để hướng dẫn viên em 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 móc vô trong cái vali của em à, ừ. đó. à Nó có số điện thoại tên họ của em khách sạn em sẽ ở và cái um, email luôn email hay hơn nha email hay hơn tại vì sao ra nước ngoài á, thì không thể nào mình có số điện thoại mình gọi liền liền đâu mình lúc đó mình 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 ra nước ngoài xong mình mới mua số điện thoại mà đúng, email sai hơn đấy rồi thế gì cái ông khách còn lại của anh á biết sao không anh mới cùng với ổng ra sân bay report lại và thích ông tìm ra à, ừ. hiểu chưa các bạn vậy thì cái việc mà khách bị mất hành lý nó cũng thường xảy ra lắm cho nên là lúc dù trong đoàn hai chục khách đúng không mà có một khách nó bị mất hành lý nguyên 19 khách lại đợi hoài luôn vậy thì mình hãy hỏi ông trưởng đoàn ơi mình có bắt khách đợi hay không à đúng không đúng không vậy thì á, à, lúc này thì đa số á, khách sẽ nói là ok cứ về đi thì cái ông thứ 20 đó cũng về khách sạn luôn có đề là ông không có ông không có được cái uh, mà cái cái um, đồ để mặc thôi mua rõ ở bến thành đỡ 200 trăm ngàn ba ngàn đó mặc vậy thì trong khi như vậy đúng không anh cùng với trưởng đoàn với ông khách đó mới cùng làm việc với bộ phận lost and found của sân bay ghi đó là nhưng mà anh đã cho thông, số điện thoại của anh nha tại vì lúc đó thì sân bay nó mới liên hệ được với anh thôi thì hai ngày sau nó gọi cho anh nó sẽ nó sẽ lái xe sân bay nó chạy để đưa khách sạn cho khách đó là lỗi của nó không mà lỗi của mình mà chúng bay từ hồng kông qua chuyên gia là bị gì đó, đó cái việc đó là bình thường các bạn rồi tiếp tục nè rồi là một người à, một người khách là bị giữ lại hải quan giữ lại không cho vô và cái này nó xảy ra với anh rồi ông đó phải bay về, về dubai luôn bà vợ với con vô đây rồi ông mới bay về đó ờ, cái chuyện này anh kể sao nha chuyện này lý kỳ lắm anh nó làm lúc trước anh anh có nói Gì đó rồi á là à khách đến quá sớm không thể nào mà check in early được à, có trường hợp này khách đến lúc 6 giờ sáng mà check in nó thì là 10 là tới hai chiều đó lúc đó anh mới làm với khách là ok luật khách sạn là không được thì nếu như ông muốn check in early thì bắt buộc phải thêm tiền và đây là một số quy định nè. Nếu check in trước 9 giờ sáng thì khoảng thời gian đó cho đến lúc 14 giờ tính nguyên ngày. Nếu sau 9 giờ sáng thì tính nửa ngày. Ví dụ như cái phòng đó là 100 đô thì sau 9 giờ ông mới vô thì nó sẽ tính ông là 50 đô. Ông có đồng ý hay không? Khách nó nói um, ok đồng ý. Thì gai của anh á 6 giờ đón khách rồi đúng không? Quay tới khách sạn khoảng chừng 8 giờ. Rồi 8 giờ cứ bỏ khách đó đi. Khách làm gì làm. Đúng 9 giờ khách mới vào check check in, thì khách sẽ tự trả hoặc là khách trả cho anh, tùy. đúng không bạn? và lúc đó đó là, là hoàn toàn hợp lý chứ mình không có bắt buộc mình đợi khách nha các bạn. À, đó là ở ở ly ha. rồi guest no show, hôm nãy anh nói chuyện này nha, khách khách không có, có xuất hiện. rồi trong nhiều tình huống sẽ ra lắm nhưng quan trọng nhất là các em phải làm sao cho cho có một cái uh, ấn tượng ban đầu là mình làm cho thật là tốt để Uh, khách um, có thể có một trải nghiệm rất là tốt ở ở cái um, uh, tour của mình. Như vậy cái đặc việc mà đón sân bay hay đón ở tàu hỏa đó, vậy anh sẽ nói chuyện với cảm đi cảm, cảm đi. Cảm về chưa? Được dạ, ha? Rồi, hỏi nè. Đón sân bay với đón ở cảng biển và đón ở um, ga tàu hỏa nó giống hay khác nhau như thế nào? dạ, thì um, em nghĩ rằng là, giờ dạ, em không có câu trả lời chắc chắn lắm anh. Về thủ tục á, giấy tờ đó, thì nó có giống dạ. nhau. Không? Dạ, em nghĩ chắc uh, chắc giống. Ừ. Mình cũng cầm bản ở đó luôn nha. Ra ngoài, ra ngoài ra tàu hỏa đà nẵng, cầm bản đó, bình thường. Dạ. Nhưng cái thời gian chờ của mình đó, nó lâu không? Dạ, thông thường, giờ dạ, dạ không anh. Rất kỳ nhanh dụ dạ tàu hả đúng 7 giờ đáp 7 giờ đến đúng không 7 giờ yeah. 10 đáp. tại vì sao vừa đáp sao vừa xuống xong mà lấy lấy xuống ra đâu đâu có cần phải kiểm tra gì đâu đâu có xếp hàng nhập cảnh gì đâu dạ yeah. hiểu không à, đơn giản yeah. vậy đó đấy à, hành lý thì để những ngủ luôn mà đấy 7 giờ thì 7 giờ là 7 năm là ra rồi cho nên là mình phải cẩn thận đến sớm thì cũng yeah. cũng như vậy chào hỏi xong rồi chit chat rồi hello welcome với đó đơn giản ha đơn giản nó đơn giản rồi À, như anh nói tới các bạn đó hôm nay anh sẽ chia sẻ với các bạn về cái khách tàu biển ở đây á ai đã từng nghe hay là từng đi khách tàu biển rồi giơ tay tàu biển à, ok ở bạn Ani Nguyễn là ai vậy, em ơi cho anh hỏi Ani Nguyễn là ai em với lại. Em với anh Nguyên đây thầy anh Nguyên ai ai tên gì tên gì em nguyên đây nguyên nào ta? nguyên ở Hồ an trời à, ơi trời trời rồi, ơi <laughs> rồi, rồi, rồi. Rồi, sorry bạn học trò mới dạ. Dạ. rồi uh, nguyên em đã đừng đi tàu biển chưa ta dạ rồi anh rồi bây giờ này uh, em có chia sẻ được không dạ, có câu không? hỏi là gì vậy? Uh, em chia sẻ các bạn về khách tàu biển mà em đã đi đi À... À, khách tàu biển nó có một cái có, um, có có một cái phải lưu ý là cái giờ của người ta đi nó rất là rush cho nên là mình phải khi mà mình làm mình gây cái cái tour này là mình phải rất là để ý đến giờ giấc và cái hành trình đi của họ rồi đó là đầu tiên tiếp tục yeah. cái thứ hai nữa là tính chất, yeah. tính chất của khách Tính chất của khách mà khách ở đây không phải là muốn tìm hiểu sâu về văn hóa hay lịch sử quá nhiều mà người ta muốn đi những diễn đến này tham quan cho biết thôi. Ừ. Và khách thì thường hình như là sang hầu như là khách sang hơn. Rồi. Cảm ơn em. Ừ. Anh sẽ nói chuyện với bạn Lê Hiền đi Hiền ơi. Dạ. Rồi. Um, khách quốc tế đến Việt Nam mình bằng ba đường chính một là đường gì em khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường bay, à, bay đường là biển một. biển bà đường bộ Và đường bộ bay biển bộ vậy yeah. chưa dạ yeah. bộ yeah. thì có cơ khẩu cũng cũng giống như là đón uh, sân bay vậy em ví dụ như là mình ở um, ở ở Sài Gòn mình có cơ khẩu um, có ở sa Mát ở Tây Ninh ở, gì, ở gì bên nữa rồi. Spray gì đó, Tây Ninh đó. Rồi, cũng cẩm bản đó vậy đó. Rồi, thì tàu biển đây là gì này là gì nè? Là khách đó, giống cả Hạ Long nha Nó mua nguyên gói bằng 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày. Và tất nhiên, cái gói này nó bao gồm cả ăn ở trên đó rồi. Đúng không? Và anh nói cho em nghe, 90% là khách tu 60, 70, 80, thậm chí là khách là nạn ngồi xa lăng luôn. Tại vì những khách này nè, họ mới đủ tiền để đi những cái này. Rất ít khách trẻ, rất ít khách trẻ nhưng mà không có nha các bạn. Rất ít nha. Thì nó rất là mắc. Đó. Vì thì họ quan điểm là họ làm châu nha. Họ làm lụng vất vả quanh năm cả đời. Họ lo con con cái họ xong hết em rồi. Họ đã xong nhiệm vụ làm cho làm mẹ rồi. Mà đây là lúc mà họ được trải nghiệm, họ đi chơi. Thậm chí các em biết không? Anh có đứa học trò nó từng làm ở trên tàu này. Nó lên đến châu Âu rồi. Nó nói nha, hầu như ngày nào cũng có người chết đó. Tức là ngày nào cũng mình chết hết, tại vì đi xong rồi cái về nên lên lên tàu chết luôn, này rất rất là yếu, cho nên á đi khách tàu biển này nè, thứ nhất em hiểu cho anh nha, là khách già, mình phải cực kỳ cẩn thận về sức khỏe của họ, nhưng mà trước khi mua tour đó nha họ đã biết rồi, nó thể trên bực ghê luôn á, khách đi xe lăn, mà đi củ chi, củ chi đi bộ nguyên vòng đó khoảng những cây số, mà năm sáu bảy chục tuổi không mà, Thì thế là nguyên đoàn phải đợi khách đó bực chứ đúng không các bạn nhưng cái điều thứ hai là họ có rất, rất nhiều tiền và tiếp rất là cao trong một ngày mà anh có thể kiếm bảy tám triệu là chuyện đó bình thường à, tiếp và mua sắm rất là cao à, nên là họ 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 lên đơn trên biển suốt à? cho nên là khi được đến được một cái nơi thành phố nào đó thì họ sẽ có cái cái cái, suy nghĩ là họ phải chơi cho thật là nhiều à, càng nhiều càng tốt đặc biệt như nguyên nói đó là ví dụ nha anh nói đơn giản nè em được nhận một cái tour ngày mai em đón tàu biển đúng không à, bạn bạn hiện ơi có theo dõi không em nó hiện nha dạ à, em em ở đâu ta em ở đà nẵng đúng không đà nẵng thì nó có cảng biển tiên sa đúng không em dạ đúng rồi Dạ đó anh đang nói về sài gòn đi ví dụ sài gòn đi sài gòn anh ở cách vũng tàu khoảng chừng 2 tiếng ví dụ thông thường á thì cái tour nó sẽ bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng hoặc tám giờ sáng tàu nó sẽ cập đến lúc 6 giờ sáng và à. 6 giờ chiều nó sẽ đi nó không ngủ lại đi trên ở thành phố nào hết á ngủ tàu tạo thôi vậy thì á sáu giờ đã nó nó nó, cập bến và 8 giờ xuất phát vậy thì công ty mà những công ty mà họ đi xe bay đó đi lần hai chục xe đó họ sẽ xếp xếp cho hướng dẫn đi trong tối nay ra ngoài chúng tàu ngủ luôn để xem sao đó và em làm sao làm nha em bắt buộc phải có mặt ở tàu trước 6 giờ nếu như trễ là em là người ăn đủ tất cả các bến bay đó ví dụ cho đơn giản nè đúng 6 giờ họ họ sức bến đi ra ngoài Nha Trang em trễ là em phải tự lo xe hoặc lo máy bay cho họ bay Nha Trang à, do em ham em dẫn khách đi xui mua sắm ha nên là đi cái khách tàu biển này nó cực kỳ áp lực luôn áp lực dữ lắm luôn à, đừng có ham tiền đi dẫn khách vô shop xong nó mê mẩn shop mà không muốn khói hối nữa đặc biệt là giao thông nó kinh khủng khiếp ở Sài Gòn luôn à, oh, đi cái yeah. này là em phải cứng kiến thức em phải giỏi và kỹ năng chăm sóc khách, sắp xếp thời gian đó, phải đỉnh, à, cho nên mới đi khách này nha các bạn, họ họ là những người đa số là Mỹ, Anh, Úc, Đức, à, Hà Lan và rất nhiều khách Trung Quốc nha, nếu có thì họ sẽ yêu cầu khách tiếng Trung, nên là là mà tàu biển nó thì biết không một năm chỉ có năm bảy lần à, cho nên anh bản thân anh Luận không có ham, à, anh anh tại vì em biết sao không tháng có khi con tua mà À, cùng lắm mà hai tour mà hai ngày à nha chứ không không bao giờ có cái chuyện mà đi hai ngày liên tục hai ngày liên tục là hai tàu khác nhau á chứ không phải là một tàu đâu đó cho nên là à, nói nào ngay á, tiền thì nhiều thiệt nhưng mà cái xác suất cái, cái, cái 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 số tổng số lượng kiếm tiền tàu tàu biển nó rất là ít nên là anh có không ham và anh kể cho các bạn biết thôi để các bạn hiểu được tính chất của nó thôi rồi hiền lắm chưa dạ dạ năm được Ê, sợ không? em uh, cũng dạ yeah. hôm nào có tour tàu biển em sẽ cố gắng à, Tham em gia thử em là tiếng anh luôn đúng không dạ vâng ạ rồi ok đấy là như vậy đó rồi anh lại tiếp tục nói với Hiền nha hồi nãy mình vừa học kỹ năng đón bay xong rồi đợi đó, đón bay xong thì bảo cho khách sạn chứ đúng không à, Hiền ơi em có hay dạ, đi khách vâng <cười> <cười> dạ cũng em cũng hay đón khách đi về check in khách sạn <laughs> Cô, hay đi, khách, đi, sạn. đi, khách. đi khách, khách sạn. Đi, khách đi về khách sạn. Khách sạn không? Rồi. Anh là chuyên gia đi khách sạn nè. Bây giờ là anh sẽ đi nói chuyện với em nha. À, Được, vâng. học kỹ năng tại sao ừ. check in khách sạn những phòng đơn giản quá mạnh luận ơi như, như, vậy đấy mất thời gian quá vậy chứ thôi biết rồi khỏi học phải gì không anh đưa em ra một chục tình huống xảy ra trong mình khách sạn luôn nè rồi đầu tiên á là em phải hiểu rõ về cái uh... nói về hiền nha hiền em em đã từng dạ, vâng. đón, đón bay khách sạn chưa ta em đón chứ em nói thầy em đón với đi, hay đi khách Hàn quốc với trưởng đoàn á thầy ừ, vậy, tụi vậy. em cũng uh... dạ có ừ. nghĩa là tụi em cũng đón biết cấp đón ở sân bay xong rồi dẫn khách về khách sạn thì uh, phần lớn á, có cái tour hàng của trưởng đoàn là trưởng đoàn sẽ đứng ở ngoài sân bay chứ không vô sân bay ừ. cho nên là dạ lô sẽ ở trong sân bay đón khách xong về khách sạn xong là trưởng đoàn chờ ở đấy sợ bị phạt <laughs> sợ bị phạt đó là illegal đó như vậy nè à, em biết không khi mình đi khách tây á, khách nước ngoài cái cảm giác á đã lắm nè em đứng giữa một bầy khách khoảng chừng hai ba chục người ai cũng tập trung vào nghe em nói ừ cái phòng này nè ở hướng này nè ở người ăn sáng ở đây nè rồi đó là spa ở tầng này nè cái cảm giác nó đã lắm cảm giác là mình làm chủ mọi thời gian không gian luôn á vậy thì em phải hiểu rõ một số cái cơ bản của khách sạn bây giờ anh sẽ nói chuyện với hiền nha Dạ vâng về khách sạn single room là mấy người ở em Dạ một người ạ rồi một người này thì mấy mấy giường thường là một giường hai giường được không extra bed có nghĩa hai giường có tại vì nếu hôm đó nó không còn một giường nữa thì hai giường bình thường nghĩa là về nghiệp vụ khách sạn đó họ được phép tăng lên chứ không được phép hạ thấp xuống em hiểu cho này không dạ vâng em một người người ta cho em hai giường em không có dịp em không được phép phần nàn đâu tới hết một giường cho hai giường bình thường còn chuyên room là phòng mấy giường hai giường hai giường hai nhỏ hay lớn cũng có thể nhỏ cũng có thể một giường lớn anh hỏi em là cái phòng phòng double là phòng mấy giường double cũng hai giường không double là một giường để kỹ nha double rồi, với couple á nghĩa là phòng này dành cho cặp vợ chồng một giường em hiểu cái này không dạ yeah. một giường nha nên hỏi em nha cái phòng single là về số lượng một khách phòng double là hai khách đúng không nhưng mà anh hỏi em này cái phòng single này hai người ở được không Single hai người ở thì phải chặt thêm phí rồi Không bình thường y chang nhau. Phòng single này, phòng double này y chang nhau về một giường lớn luôn. Nhưng mà nó khác cái là một phòng này nó một người. Mình ghi single để cho khách sạn hiểu phòng này chỉ có một người thôi. Em hiểu chưa? Nhưng cái giá tiền ờ. hai người. Dạ vâng. À, ông này ông muốn dẫn cái một người nào ở cũng được bình thường đó. Rồi, ông mà còn báo thôi, hiểu chưa? rất yeah. ít khách sạn ở Việt Nam nó tính một khách là một, một single và double rồi giá riêng nha. Ví dụ đơn giản này single thì tính 2 triệu nhưng mà double thì tính 2 triệu rưỡi. Có vẫn có khách sạn như thế nha nhưng mà hiếm lắm. đa số là double và single là giống nhau. còn triple là mấy mấy khách. Triple là ba khách. ba khách này có thể ở mấy giường em nói nghe thử. có hai giường. kê thêm giường phụ. hai giường. cái thêm giường phụ hoặc là hoặc là hai giường đôi hoặc là hai giường đôi ừ. Ờ, trên sẽ có một giường hai người giường một, một người đúng không hoặc là dạ. Yeah. hoặc là ba giường ba giường đơn luôn ba giường đơn rồi còn phòng family là như thế nào em family em nghĩ là cái cửa thông á Ừ. một cái phòng hai, là... hai, hai phòng hai phòng connect cửa đó nó gọi là connecting room connecting room nó khác nhau nha yeah connecting room có nghĩa là cái phòng đó nó là hai phòng nó thông cái cửa với nhau để mà ba mẹ quản lý con cái hai phòng toilet khác nhau còn family room là mấy phòng em family room cũng một phòng một phòng thôi connecting room yeah. là hai phòng nó nó kết nối với nhau family room nghĩa là một hai là hai giường lớn hoặc là một giường lớn hai giường nhỏ cho một cặp vợ chồng và hai đứa con yeah hiểu chưa rồi em lại cho em coi một cái tour mà anh sắp bán thành công nè à, trong đó nó có hai chồng hai đứa con à, rồi em coi nha à, tháng 11 12 12 chứ tháng 12 đâu rồi tháng 12 tháng 12 khách à, uh, rồi à, hiện ấy em hãy coi nha yes. Nó có chỗ này đâu vậy này đó đây đây rồi 8 ngày nè. Um, em thấy chỗ mà suggested AD chưa? Rõ không? Đã rồi. Rồi. Nè, thông tin anh nắm được là hai khách lớn, hai đứa trẻ và khi anh làm tour đó nha, anh bắt buộc khách phải ghi rõ cái năm sinh của nó. Tại năm sinh anh hưởng giá tour. Anh không kêu cứu... anh 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 khách mà nói là số tuổi anh không đồng ý nha. Tại vì nó tính nó tính sai, nó nói anh là 6 tuổi mà thực ra năm 17 là 7 tuổi mà. Nó lấy đúng số năm mới được nha. Đấy, à, rồi. Anh cho em coi này nha. Ví dụ như đây nè. Anh thiệt chứ không ai kỹ bằng anh luôn á. Hiền với này Hiền. Hiền ơi. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Anh chọn sang Los Angeles, anh ghi rõ luôn. Cái phòng này là một giường lớn, ba cho ba người và một giường nhỏ. Dạ yeah tại vì sao anh căn cứ vào tình trạng của khách sạn đó khách sạn này nó chỉ có một phòng này thôi là một giường lớn cho ba người có nghĩa là đứa trẻ 7 tuổi đó nó nằm chung giường ba mẹ đó còn đứa còn lại nó ở một extra bed đó yes. anh ghi rõ luôn đà nẵng minh toàn galaxy anh biết cái khách sạn này không dạ biết thôi mấy trai như vậy rồi coco river hội an biết không coco dạ biết này đẹp không chưa từng ở luôn quá đẹp luôn ạ. Ok rồi. Là chỗ này anh chọn một big bed và hai single bed. Được chưa? Rồi, acoustic thì anh chọn là family room là một big và hai small. Halong Bay Amanda thì anh chọn là một big cho ba và một extra. Đấy. Anh ghi rõ từng khách sạn từng loại phòng luôn. Và giá là 2 2009 đô, 3000 đó. Phải như vậy mới mới được đi. Cho nên là làm hướng dẫn thì mình phải nắm rõ những cái dịch vụ đó thì mình mới có thể làm chuyên nghiệp được cái Hiền nha à, yeah. quay lại vấn đề đó mình nắm rõ một số cái dịch vụ khách sạn nào nó không chuyên mất rồi à, như vậy ha thật sự ra đi khách sạn nhiều sẽ biết à rồi à, bây giờ này anh anh sẽ cho Hiền một một cái khách sạn mà anh hay hay dùng nha à, em thấy cái website đây em thấy khách sạn này chưa anh có thích Hà Nội? Anh cho khách sạn anh cho khách sạn là cái khách sạn mà Hội An Royal Royal Riverside đi. Anh biết khách sạn này không? Thì hey. Đài. Nè, cái loại phòng này anh trông coi này ha. Loại phòng này uh, Luxury View này thông thường á thì nó sẽ ghi chú hay là xí các bạn hiểu chú nhờ có nghĩa là cái tầng lớp mà uh, cái tầng lớp giống như là chú là tầng lớp như là thanh niên mới lớn á. còn 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 xúi còn, còn gì xí là tầng lớp là trung niên à, còn deluxe là hạng sang Đấy, này nó có nó, ủa nó có ít xíu gì mà anh cho cái khác đi anh cho cái khách sạn amanity ở uh, amanity ở uh, ở hội an đi à đây đấy rồi rooms rooms đây đấy như anh đang nói với em về cái chất lượng của từng khách sạn á ví dụ như superior là nó nhỏ nhất à rồi deluxe là tiếp theo là cái hạng sang cảm thấy nè chú nghĩa là hạng sang hơn chút xíu 45 mét vuông nè thậm chí khi anh bán tour đó nha anh ghi rõ là cái phòng cái giá tour này nó sẽ đi kèm với những cái khách sạn này và cái loại phòng này nè ông bà hãy thoải mái mà thay đổi nha. Rồi nó nó nhà suite nó khác với executive suite premier suite nữa, nói trong nhiều mỗi khách sạn nó có định nghĩa khác nhau. Đặc biệt cái cuối cùng là cái presidential suite. Các em biết á, khách sạn mà nó có cái giá president mà cao nhất ở Việt Nam á, đó chính là khách sạn nào biết không các bạn? Khách sạn nào biết không? Reverie Hotel ở Sài Gòn. Khách sạn 6 sao. À, khách sạn này nó có cái phòng tổng thống của nó là tương đương như 350 triệu. Phòng tổng thống của nó trông coi này. 350 triệu một đêm. The presidential room á là là phòng là khách sạn này nó có cái uh, cái cái giá tiền cao nhất Việt Nam. À, khách sạn đi ha. đâu rồi. Lưu trú ở giữa phòng, phòng khách sạn đây. Đây, Reverie, the Reverie nè đấy phòng của nó là dù như phòng phòng tổng thống đâu rồi anh đang coi nha panorama Ủa, nó không hiện lên ta phòng tổng thống đó, thông thường thì nó sẽ không có hiện giá công khai nó sẽ tùy theo nó chứ mỗi một khách sạn nó có một phòng thôi tại vì đơn giản là một quốc gia thì có một tổng thống thôi nhưng ít qua đặt phòng tổng thống đó các bạn đây ví dụ mình coi phòng tổng thống của cái sạn amenity đi ha 98 mươi mét vuông nè đó 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 cái vậy đó à, mình sẽ không biết được giá cả đâu rồi Uh, bạn bạn Hiền á uh, nắm chỗ này chưa? Dạ. Yeah, nắm được rồi thầy ừ. Rồi, đó. Thì cho nên là khi mình làm check khách sạn thì mình phải nắm rõ cái 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 booking đó là công ty đã xác nhận với khách loại phòng nào nha, kỹ cử đỡ như mình. Rồi tiếp theo mình sẽ làm một số thủ tục. Stop share. Uh, bây giờ anh sẽ mời bạn khác đi ha. Nãy giờ bạn nào chưa lên tiếng nè Hoàng đi Hoàng ơi, Hoàng Hugo á. Dạ vâng thầy. Rồi, đã cho thêm Để xíu thầy, vậy, thầy ơi. Hả? Bận hả? Dạ 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 dạ. anh đi bận... uh, tay đường đi tay đường. Rồi để uh, kêu bạn khác đi. À, uh, trưởng gia yeah. Bảo Lộc ơi. Lộc Lê. Lộc ơi. Em nè, à, em nè. Rồi, rồi rồi, ok rồi. À, thầy các bạn. À, uh, đây là một số cái thủ tục mà em sẽ làm với khách sạn nha. Em đọc cho anh nghe thôi. Rồi. Uh, on the way to the hotel, on the way to the hotel, call the receptionist for your arrival Rồi, từ từ. in đọc, Vietnamese. Từ Anh đọc tới đâu thì anh sẽ tới đó. Nghĩa là uh, khách sạn Amity ơi, uh, em hướng dẫn nè, sáng em gọi đó. Uh, khoảng 5 phút nữa em tới nha. Đơn giản vậy thôi. À, tiếp tục. Borrow guest passports. Hello, hello. Hi, Larry. We are about to reach the hotel. I would like to have you for check in so you don't have to work so hard. So, could you could I borrow your passport now for check in? And you will get them back right after the check in. Or if you like to do it yourself, that's fine too. I will stand by to for. assistant. Stand by thôi đi, two là không đúng nè. Stand by two for. Stand by, không có two. Ừ. Mm. Rồi, quan trọng là em hiểu nha, nha Lộc. Cái mm, phần passport này em hãy um, lưu ý cho đề anh nha. Phần passport này nó nhạy cảm lắm. Một số khách ừ. Mm. không biết là họ đã bị đã từng bị rắn cắn cho nên họ bị sợ dây thần hay không. Mà họ không bao giờ để cho ai được chạm vào passport của họ. Họ sẽ đến thẳng lên tầng, họ cầm để tầng, họ tầng chụp đi họ không buông tay luôn nha đưa này mà chụp đi lại lấy lại giật bớt thân vậy đó có thể là họ đã từng bị rồi đấy thì cái phần này á em hãy tùy cớ biến em xem khách đồng ý hay không mà mà đặc biệt nha nếu em đã giữ passport khách rồi thì em đó là sinh mạng của em đó nha nên là khi mà anh 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 dạy các bạn đó thì anh sẽ mong muốn là các bạn hãy cố gắng làm sao làm cùng một cái công việc đó mình hãy nghĩ ra cái cách nào đó Để mình giảm trách nhiệm Càng nhiều càng tốt Nè Càng nhiều càng tốt Ví dụ thì mình có thể nói coi nè um, Hey Larry, we about to um, reach the hotel um, So this is the way we do it uh, Let me borrow your passport I will take a photo of your passport And I will give you to right away Hoặc là em á, anh chỉ em nào này Lộc. Mỗi một khách sạn Em gọi em nói như vậy nè Ừ anh chỉ ơi, cho em hỏi là bên anh chị có cần phải mượn passport khách hay không có giữ hay không hay là chỉ cần hình ảnh thôi ừ anh mới anh cần ừ. phải giữ luôn à, còn khách không thích giữ thì sao anh à, khách phải ký quyển 100 trăm đô làm việc ở đây không ta có trường hợp thế này nè những cái sản năm sao á họ bắt khách phải trả trước 100 trăm đô hoặc là hai triệu để gì vậy em biết không trong khi đó tiền khách sạn đã trả rồi để mà trong quá trình lưu trú khách lỡ có dùng cái gì làm hư hỏng cái gì đó thì nó trừ trong trăm đô đó à. trường hợp mà khách không đồng ý trả thì nó sẽ bắt bò nào cho nó trả khách phải theo luật của khách sạn nha ừ. Ừ. mà anh luôn luôn kêu khách đó là khách hãy hãy deposit vào tiền mặt đi nếu khách deposit bằng cái thẻ em biết xong em thẻ là họ chặt bo thẻ mastercard khách đó thì khi check out nó sẽ trả ngược lại thẻ nếu nó mất một tuần lễ sau tiền nó mới vô em hiểu chỗ này không hiểu. À, khách về nước nước họ rồi mình đưa tiền thì sao đúng không cho nên là tôi khuyên ông bà nên là đưa tiền mặt đi và như cái ông bà đưa 100 đô đúng không thì ông bà chụp hình lại tiền trăm đô đó đúng số series đó ngày mai lấy lại đúng như vậy để khi họ đó đánh cháo thành tiền cũ hơn sao cũng vậy ô nhiều lắm em ơi Ừ. Đấy, cái Quan trọng là em hỏi khách sạn. Rồi, Lộc có biết là vừa rồi anh đi một cái tour mà 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 Đà Nẵng đi bay về bay, bay em nhớ không Lộc? Tour anh đi hay, hay, hay đăng á? em biết Hả? Có có, có, có theo dõi đó không? Mà, mà có 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 fan có có, có. tôi đâu mà theo dõi. Thiệt. có có hả? em có mà có cái bạn Quá Nghĩa là anh hỏi khách sạn khách sạn ơi, có cần hay không? Thì anh nói khách sạn nói là ừ. Được. thôi. Vậy thì ngay cái bữa đón bay đó trên ở tại bữa ăn đó anh đã mượn tất cả passport anh chụp hình hết tất cả và anh đưa ngược lại cho khách ngay bữa ăn luôn khách cực kỳ an tâm và anh dùng cái hệ hình ảnh đó anh gửi cho khách sạn đối với đoàn đông em thì đa số khách sạn nó sẽ kết bạn zalo với mình à, nó kỹ ha còn ừ. những có một khách thì nó sẽ không kết bạn zalo đâu vậy thì trước đó em đã nắm tất cả thông tin rồi wifi là cái gì hồ bơi á, lầu mấy ăn sáng mấy giờ ở đâu rồi á, là rồi như thế nào nào em nắm hết cho anh. thì khi đến khách sạn á em không cần phải hỏi lần nữa em đọc cái đó ở trên xe luôn hoặc là em ghi ra trong một tờ giấy nhỏ em kêu khách chụp hình lại Thì cái này không đọc dạ tại vì đơn giản là lúc em đến khách sạn xong rồi đúng không có ba bốn đoàn đang đợi nữa rất là mệt nha em em hãy tưởng tượng đi nha em phải xếp hàng nha ừ ông cần khách sạn ơi 17 khách 17 phòng của anh 15 phút nữa tới anh đã biết tất cả thông tin khách sạn rồi wifi hết tất cả hết rồi em không cần phải làm gì hết em chuẩn bị sẵn tất cả chìa khóa để em bỏ cho anh anh đến anh nhà đến lấy xong còn khách lên luôn không cần phải đứng đó đợi nữa đó đó là sự chuyên nghiệp của mình đấy nha. đó nha rồi tiếp tục đi phần thứ ba đi em. When arriving, leave them outside, inside the luggage carried by bellboys. So now we arrive, just walk with me to the lobby. The bellboy will help you bring the luggage. Please double check everything before you leaving. À cái này á, thì anh cũng nói luôn là uh, nên kêu khách là tự mang lấy vô chắc cứu hơn hoặc là nếu như bellboy mang thì ông bà phải để ý ông bà chứng kiến cái cảnh nó mang vô để khỏi phải cự cãi với nhau. Bỏ lấp hiểu cái này không? Hiểu hiểu. Đôi. Thứ tư là let them sit down. Wait, please have a seat and wait here. Đơn giản vậy thôi ha. À, lúc đó, rồi, lúc đó thì thông thường đấy, em, thông thường thì họ sẽ có cái um, cái phần welcome drink mình cũng có luôn nha. Thường là nó một nước dưa hấu, nước vỏ hoa quả vậy đó. Thì mình rồi, đây nè. Ví dụ nha nha Lộc là những thông tin là uh, phòng máy, uh, lầu máy, trong phòng có gì đó là em đã nắm rồi. <laughs> Em tưởng tượng rằng là em nói cái điều này ở trên xe luôn. Hoặc là ở tại lobby cũng được nha. Và em tưởng tượng rằng là em đang nói tại lobby nha. Em nói đi. Uh, now we have everything for you. Đó, Here is your đâu. room key. không có chỗ. I oh. understand. It. I understand. It. Uh, uh. I understand you are very experienced travelers but when in Vietnam do as Vietnamese. Allow me to do my job So right now I have everything for you. Here's your room key room key. Mm -hmm. Your room number is 1010 on the on the 10th floor. The looks room and non smoking. So in your room, you have two free water on the table, some baggage of instant coffee and teas. Drinks in the fridge are not free as you know. Please look at the checklist before using everything. The swimming pool on the 12th floor and the gym on the 14th floor and the spa for the massage for đưa ra, đưa ra. 15th floor. Được rồi, mình đã thống nhất ha. À, cái này nè em, em có thể là ghi ra cho khách chụp hình lại à, hoặc là em đọc cũng được ha, tùy ha. Thật sự ra thì cái này là mình làm theo thủ tục thôi. Để trong quá trình mà lưu trú, ừ. khách không nhớ là khách sẽ hỏi khách sạn à. Cái này á à, em em quan em hãy chú ý cái này bạn nha. Cái quan trọng nhất khi check-in ấy là em phải nói rõ trong phòng cái gì là miễn phí, cái gì tính tiền. Đa số 99,99% 99 khách sạn Việt Nam là hai cho nước suối và hai bên gói cà phê hay có trà. Rồi những gì trong cái máy tủ lạnh là không có free. Đặc biệt nếu ừ. như em dẫn khách ớ ớ nha. Em phải nói câu này giùm anh. Mm -hmm. I understand you travel a lot everywhere in the world, but it's my mission. I have to tell you. Uh, Besides that, in the room, the tower, the towel, the blanket, the sheet are white color. So if by accident you make the, the sheet dirty, like coffee pour into the sheet, blanket it's, it's impossible to wash, you have to pay for the for the hotel receptionist for the damage. So that's just the rule. You have to understand this first. Đặc biệt là khách ớ này. Anh biết sao? Một ngàn lấy một. Thấy ra luôn. Nó uống cà phê, nó đổ lên giường. Thậm chí nó ẻ ở trên giường xong nó lấy khăn nó chùm lại. Khốn nạn vậy đấy. Ừ. Em em chưa từng nghe, đâu. Vì sao? Cái lúc mà check out nó bận rộn đi. Đi đi mất tiêu mẹ nó rồi. Nó khốn nạn vậy đó. Cho nó là, là đối <laughs> với em phải kỹ vô. À, Vậy thì khi check out á, anh luôn dặn khách là mày phải check out ít nhất 15 phút trước giờ lăn bánh. Thì người ta cần cái thời gian để người ta, đi. người ta mình check khách sạn mình nữa. Đó. Ừm mm -hmm. Tiếp tục nha em. Uh, ok. Ok nha. Uh, phần uh, 6 nè. Em chỉ cần đọc cái um, cái phần chữ đỏ đen thôi. Chữ đen á. Uh. Ok. So here's your passport. You can leave it on the safety box with the passcode your own. So if you hold it to go out, please leave it in a secret pocket. Và vâng, từ từ chỗ này nè. Đa số khách mà ở châu Âu á, họ 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 có một thói quen là khi ra ngoài họ sẽ cầm passport theo. Tại vì nhiều khi á là họ bao nhiêu đổi tiền thì họ vẫn đưa passport. Hoặc là họ bị cảnh sát uh. giữ lại để điều tra thì họ mới đưa passport. Nhưng nói với họ thế này nè, in Vietnam is very safe. No policeman will come and check your passport. No, they will not never do that in Vietnam because you look westernized. They they understand you are a tourist only when you do something wrong with the the rules in Vietnam. But if you travel on the way, they don't, they never check. So leave your passport in your room. Make sure in your bag. If you lose your bag, no passport inside. À, làm hiểu này không? Mm -hmm. Rồi, right. chỉ yeah. họ bây giờ cầm một bản đồ nhỏ chỉ họ này. So here, this is the minimap of the area. You can have a look. So this is where we are. You can go on 100 meter on the left from the hotel. You can eat the best pho in the town. And Rồi. Uh, yeah. Cái phần in pho, tell towns and restaurants. Phần số là phần mà, phần mà những điều nên làm và không nên làm. Anh à, ấy ví dụ như When you go inside temples and pagodas, you have to wear long trousers and cover your shoulder. And, uh, and, and uh, when you're on the street, don't show your cash a lot of cash and don't use any service on the street like cyclo cycle or fake taxi gì đó kiểu vậy đặc biệt em em nhấn mạnh mình này, khi khách gọi taxi thì khách phải chụp hình lại cái phần đầu của taxi đặc biệt là cái số hiệu taxi the plate number the the brand name of the taxi in case you lose your cell phone on the taxi they can keep track of it or the taxi driver did something wrong with you Cái này bị hoài luôn em ơi phải kỹ đó nha rồi tiếp tục chính. So you know what, I really want to know if you are happy with your room. If not, I'm not here to assist you. So it's okay for you that I walk uh walk with you to your room to check with you. Rồi. cái này là phần này thì nó không bắt buộc nghĩa là, uh, đôi lúc á anh 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 nhiệt tình đến nỗi là anh cậu đi cùng với khách vô phòng khách luôn để bắt để để xác nhận lúc đó là khách đúng cái phòng mà khách đã 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 đặt, đã, đã xác nhận với công ty còn nếu không á, uh, if if not ha, yeah, I will stay in the lobby for 15 minutes. After 15 minutes, I don't hear anything from you, I will go home. Rồi, hiểu được không lọc? Uh -huh. Rồi, cái phần mà đi vào phòng đó nha. Nếu mà khách nữ đi solo, đừng đừng lên em. Một cái điều quan trọng nữa trong quá trình mình đi tour đó các bạn, là mình tuyệt đối đừng bao giờ đi vào phòng khách một mình mình nha các bạn. Dù mình là nam hay nữ, dù khách là nữ hay nam hay là BD thì khi khách có yêu cầu mình vô thì mình phải dẫn thêm một hai lễ tân vô và quay video lại gì đó ha khách thân cỡ nào cỡ cũng không được làm điều đó rồi số 10 đi em so here is my phone number in case you need any help I don't mind helping uh, from distance for example if you get lost on your on the street and you talk with someone but he does, doesn't understand you can borrow his phone and call me I will have to translation. And don't worry. The Vietnamese are really helpful. Nghĩa là thế này nè các bạn. À, mình nhiệt tình nổi mà mình cho số điện thoại luôn. Và khách nó cần gì mình cứ giúp mình dịch từ xa luôn. Nhưng mà chỉ khi nào mình là gai chính của họ thôi nha. Nếu mà mình chỉ đón bay thông thôi thì mình đã kết thúc ở các khách sạn rồi. Là cái phần sau đó mm. là có gì xảy ra là khách với công ty sẽ tự lo. Hiểu chưa? Rồi cứ bay đi em. So <laughs> Are you happy with your room? No. Nope. Is there anything I can help you? No, no, What? No. What's wrong? What's wrong? No, 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 Is there anything I can help for you now? I wish you have a nice day and try your no, sleep tonight. No. I feel so See long. you tomorrow. No, I feel so lonely in the big room, but only me. All right, let me help you. Really? Hết bằng cách nào? Let me, let me hip you nha. không được nha. Rồi xong các bạn à, Thế là anh đã xong cái phần đầu tiên à, Thế này đi Hôm nay là mình học kỹ năng là à, Đón bay In khách sạn hết Và tiếp ngày hôm sau thì mình sẽ học kỹ năng là Tiễn bay và ao khách sạn à, Rất nhiều tình huống xảy ra ừ. Bây giờ anh hỏi tình huống này. anh hỏi anh sẽ ở Nhật minh nãy có, 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 hỏi gì đó giơ tay đó anh nói hỏi đi anh ơi, cho em hỏi một chút là lúc anh bảo rằng là nếu mà vào vào phòng khác nhạ, nếu mà đi một mình có những cái tình huống xấu gì xảy ra điển hình một hai tình huống ạ Ví dụ nam đi Nó là nữ Em vừa gỡ cửa ra Nó cởi đầu hết trơn luôn Ôm em giật giường Cái một một thằng bạn của nó ở phòng kế bên qua wow, video lại em biết gì sẽ ra với em ừ. À. thì còn nếu như trong hợp cùng giới sao anh cùng giới đúng không thì nó nó nói là mình là là homosexual abuse như thế à, à. video đó đó à, đó tại vì sao bằng chứng là ở đây phòng của tao mà rõ ràng tao là khách đây mà à, dù là nó thân có nó thân mình cũng không được phép rồi đó đặc biệt là sau 10 giờ tối là tao hết nhiệm vụ ha em biết cái tôi vừa rồi mà anh đi là nẵng đó nha hầu như là đêm nào khách cũng đi ba tới một hai giờ sáng và nó bắt buộc phải đi theo nó no I'm so sorry I have to be alert I have to be healthy enough to serve you so I finish my job after I finish my job after 10 p.m after lunch a uh, dinner so only when something urgent I can help you from this but I, I'm sorry I, I, don't I cannot tell you cái việc mà cách đổ mình đi nhậu đi này cái nọ đó, đó là quyền của mình mình có quyền say yes hoặc say no và anh tuyệt đối là anh hạn chế rồi, đó. hạn chế lắm rồi. Uh, hai bạn đang nói gì đó? đâu? Uh, Nãy no, giờ vấn đề gì đâu? Em sẽ phải out sớm rồi, Gì vừa uh, đề phòng hỏng hóc gì ấn đúng không ạ? gì? đúng rồi gì gì, gì. Uh, Lỡ nó yêu cầu mỗi mình vào thì trả lời theo khéo. đó, anh anh nói rồi đó. Uh, lỡ nó yêu cầu mình 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 vào đúng không? Um, I'm sorry, uh, as a tour guide, I'm not allowed to go into my guest room alone. So allow me to bring the receptionist to go with me? But there's somebody else, the third person to to witness what happened inside the room. No, I don't. I don't go. No. If you request me to go inside yourself, I will say no. No, 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 no. Vì thôi, yeah. Mà khách mà nó làm gì đó nghĩa là khách không đồng quan. Mà khách không đồng quan thì mình cần dấu gì đồng quan với nó? Đúng không các bạn? Đấy. Rồi, anh sẽ đưa một số tình huống có thể xảy ra nè. Anh hỏi tâm nhi đi. Yeah năm cặp vợ chồng là năm double phòng là phòng deluxe city view vô tình hôm đó nó không đủ nó còn bốn phòng deluxe city view mà thôi phòng còn lại nó nâng cấp lên là suit balcony năm cặp này cặp nào cũng muốn dành phòng đó hết <laughs> làm đi em nhớ kỹ nha, ờ, cái này khách có em... quyền khách sạn có hoàn toàn có quyền nâng cấp phòng lên mà không cần báo với khách. Chỉ khi nào mà hạ xuống thì mới nói thôi, hiểu chưa? Là cái này em chưa có biết trả lời sao. Giờ chân phải chân nhiều rồi, chân kinh nghiệm gì là chân nói đi chân. à. <laughs> Thực ra thì uh, em sẽ cho khách bốc thăm. Bốc, bốc thăm, thăm khách nào bốc thăm trúng ngay cái phòng đó thì khách đó hơn. Depends on your luckiness. Ừ. Đó là một cách để quyết yeah. hai. Nhưng mà một cách thứ nhất là mình làm như này Nếu như năm cặp này là gia đình với nhau, đúng không? Thì mình đơn giản là mình nói họ tự giải quyết. Hiểu không? Họ sẽ tự sắp xếp với nhau lớn tuổi đó, như uh, buổi chứng minh nói đó, là lớn tuổi trước mình không chọn nha minh á mà em mà nói ừ ông bà già này ông bà đi trước đi nó chửi em nghe minh nha nếu, anh á mà mình nói tao già hả Không phải vậy nha anh phải để cho nó tự giải quyết với nhau nếu như nó là gia đình với nhau đơn giản gia đình với nhau đơn giản lắm những cặp vợ chồng mà những bạn bè đi chung nhau á đơn giản thì mình nói uh, everyone according to the booking we have five double room uh, deluxe city view but because today one of you will be luckiest because uh, they don't have enough uh, city view room. So one of the room is upgraded to the balcony suite room is much better. Of course, remember the hotel is allowed to upgrade it because of the hotel availability. So without no notice, without telling you, it's, it's no problem. So the thing is, among your group, who's gonna take this room? Um, do you want to solve yourself? Uh, okay, Larry, let me do it. my All right. Second, Larry, do yourself, I don't know. I don't know. I so I'll do this. Way. So because this is a group tour, everyone is like getting the same treatment. I don't give anybody priority. I'm going to put the keys down. You don't see the the, the key numbers. Now you just come and pick up the key numbers, okay? And whichever room is that room, you're lucky. The, the, yeah. ha đơn giản rất đơn giản luôn tại vì cùng cùng loại với nhau còn nếu như trường hợp thế này nè một single à năm double hai twin đúng không các bạn rồi à, trong cái hai twin đó có một phòng twin nó được đó được upgrade lên phòng twin còn lại thì không upgrade thì mình chỉ mình chỉ cần giải quyết với hai thằng twin thôi mấy, kia kệ mấy kia giống nhau hết trơn này đừng có mấy trang như vậy luôn bóc thăm đi à, mà mình không nói rõ phòng nào là phòng phòng upgrade upgraded không đơn giản rất đơn giản nhiều lắm các bạn ơi còn trường hợp mà đi tour đó kìa hai khách của mình đang ăn á nó ngó bằng cái bên đó cái bạn cái bên nó có một con tôm to đùng tại sao bà, bà, ta không có khi em đi tour mà đi tour ăn xếp menu á anh chị nè khách ơi à cho nên đây là lý do mà các bạn nên học cái bài kế tiếp theo ấy, là cái bài mà brief là trước mỗi ngày xe lăn bánh thì tôi đều kể cho ông bà nghe là hôm nay chúng ta sẽ làm gì, đi đâu, ăn gì, bao gồm gì. Ông bà phải xác nhận cho tôi là yes hay no nha. Ok chưa? Còn cái menu á, đồ ăn á, là menu này nó, nó sẽ được chọn một cách ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên. Tôi không có quyết định. Chỉ khi nào mà ông bà có food allergy, có cái dị ứng, thì chúng tôi sẽ thay đổi một cách ngẫu nhiên. Còn cái việc mà, ăn tôm ăn cua là cái nọ rồi đó thì nó không có trong menu à, còn trường hợp mà trường hợp mà ông bà có những cái đòi hỏi khác với cái menu mà nó giá cao xíu thì ông bà phải tự tự trả tiền đó là đó rất bình thường trong xã hội tại cái giá tô này là ăn như vậy đó còn cái phòng cái, cái khách bên kia nó ăn như vậy đúng không thì mình sẽ trả lời như thế này đấy các bạn à those people they are not from my company I don't know and I, 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 and their taste, I cannot tell. Okay. So uh, if you want to understand, but if you want to have shrimp, uh, I think you have to pay extra for this because this is a random menu that I read for you this morning already. Nhiều lắm em ơi, nó no, nó no. <laughs> mình chỉ có cái ăn thôi đó mà nó sẽ gây chuyện với em từ lắm mới Rồi, rồi à, check in khách sạn ha. Nói chung là cẩn tắc là vô ưu. Các em phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng sự chuẩn bị cho là thành công ha đừng có coi thường cái bài này nha mặc dù nó chỉ là một cái kỹ năng một cái trường hợp nhỏ xíu thôi nhưng nó quyết định cái thành công bước đầu của hội chuẩn bị ok chưa ai hỏi gì không